người ấy là ai? Mùa năm xem sớm trên ứng dụng Vion. Người ấy là ai? Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn trở lại với Người ấy là ai mùa năm. Quý vị và các bạn thân mến, Người ấy là ai do V Channel và Vion thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện, phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Thưa quý vị, hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion về để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn Người ấy là ai mùa năm. Quý vị và các bạn hãy view vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ của chương trình năm nay, nhãn hàng Mirinda. Mirinda ngon xoắn lưỡi, vui lên nha. Ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một gương mặt đẹp không góc chết, một trong những người gần nhất với rapper cố vấn Châu Bùi. Em có thể gửi lời chào đến khán giả được không? Dạ thưa anh Thành và tất cả khán giả của Người là ai? Mình là Châu Bùi và Châu cũng tin rằng là với cái sự quan sát của mình, một người đang trộm vía được trong một tình yêu hạnh phúc có thể là một người đồng hành tốt với cả khách mời, và chắc chắn là mình sẽ cùng với anh Trấn Thành, cùng với ban cố vấn để có thể tìm được một bạn nam phù hợp nhất cho bạn nữ. Và đứng kế bên Châu thì ngày xưa là một idol của rất nhiều bạn trẻ, và ngày hôm nay đã trở thành một mẹ bỉm cũng khá là hot trên các mạng xã hội, chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện về cách vun đắp cho tình yêu và hạnh phúc của gia đình. Và xin giới thiệu đến quý vị ca sĩ Bảo Thị. Lời đầu tiên cho phép Bảo Thị gửi đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Người ấy là ai lời chào thân thương nhất. Lần này thì Bảo Thị trở lại đây rất là xinh đẹp, nhìn tươi mà đẹp long lanh lung linh vậy đó. Cảm ơn anh Thành. Ok, và chúc cho Bảo Thi sẽ có được những trải nghiệm thật vui trong chương trình ngày hôm nay nha. Và đứng kế bên Trấn Thành đây, một trong những người em rất là xinh đẹp, thưa quý vị, Hoa hậu Tiểu Vi. Em chào anh Thành. Xin chào quý vị khán giả đang xem Người ấy là ai. Mình là Tiểu Vi. Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Vi được nằm trong hội ban cố vấn Người ấy là ai. Thú thật là em cũng rất là hồi hộp, tại vì em sắp được gặp những chàng trai. Những chàng trai. À, trời ơi hết hồn. Dạ. Không sao, nếu như em cảm thấy ngày hôm nay với trải nghiệm của em nếu mà tốt đẹp, em có thể liên hệ với ban biên tập của chương trình để có thể làm nữ chính của những tập sau. Dạ được hả anh? Dạ được em. Cảm ơn em. Thưa quý vị, và vị cố vấn cuối cùng là một nam ca sĩ ít hát hơn nói. Hát hơn nói. Hát hơn nói. Anh ơi, em đang vô thế đó anh. Anh vô thế. Lâu lâu em xuất hiện truyền hình cho em cái gì hoành tráng xíu. Ok, ok. Thưa quý vị, là một MC đa số là đi hát và đóng phim, lâu lắm rồi chưa thấy. Ôi mà. Nhưng mà duyên dáng, đẹp trai, đáng yêu và đang được rất rất là nhiều chị em phụ nữ yêu mến, Ngô Kiên Huy.
anh này cứ nói những sự thiệt vậy hoài, khán giả quánh giá đúng vậy em nữa. Dạ, lời tiên phát của Quý Huy thì gửi lời chào đến tất cả quý khán giả, và đặc biệt là gửi lời chào đến anh Chính Thành và tất cả các bạn cố vấn, lời chào trân trọng nhất. Dạ, em rất là may mắn luôn, bởi vì là em là một trong những cố vấn khách mời gọi là chai lì ở đây. Mùa 4 là em là người kết show. Mà cái día cái kết lần trước là về là viên mãn không? Trời ơi anh ơi, tất cả những cái tập mà có em cố vấn đều viên mãn kết đẹp. Dạ, ngày hôm nay em cũng hy vọng là tới cái día may mắn của em sẽ mang đến cho bạn nữ một cái sự lựa chọn hoàn hảo. Đồng ý. Ok, xin cảm ơn và mời mọi người về vị trí của mình ạ. Người ấy là ai? Trời, chưa vô mà thấy nhây dữ lắm rồi đó nha Huy. Ủa, nghiêm túc mà. Thưa quý vị, nghe nói là dàn khách mời chúng tôi mời đến đây gia thế từ Ngô Kiên Huy trở lên. Em bắt là phải dạo mà. Toàn là xin xịn không. Wow. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nữ chính của chương trình ngày hôm nay. Tôi được NASA thông báo đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Wow. Dữ vậy. Hãy xem cô ta là ai. Sẽ có ít nhất một thứ quan trọng đến với cuộc đời của chúng ta. Người quen. Yeah. Đôi lúc sẽ là điều mình lựa chọn, hoặc sẽ đến một cách tình cờ. Nhưng đó chắc chắn là điều thiêng liêng nhất. Xin chào ban cố vấn và tất cả mọi người. Mình là Quỳnh Lương. Mình là mẹ một con. Hiện tại công việc Quỳnh là diễn viên và Quỳnh có kinh doanh thời trang ở Hà Nội. Đẹp quá. Nếu để nói cuộc sống của Quỳnh chia thành hai nửa thì nửa đầu tiên sẽ là dành toàn bộ cho công việc, còn nửa còn lại là dành cho gia đình. Cụ thể ở đây là bạn Gấu, con của Quỳnh. Mọi việc đã xảy ra trong quá khứ thì Quỳnh tin đó là quy luật của vũ trụ. Mọi điều xảy ra đều có lý do của riêng nó. Quỳnh nghĩ là tất cả những cái sự đổ vỡ trong quá khứ thì không có lỗi của bạn kia và có lỗi ở bản thân mình. Có một thời điểm bản thân Quỳnh là có rất nhiều sự tự ti. Bởi vì khi mà Quỳnh bước ra một quan hệ đó thì lúc đó 21-22 tuổi và mang theo một bạn nhỏ 3-4 tuổi nữa. Quỳnh nghĩ thời điểm đó thì mọi người đều đang bỏ rơi Quỳnh. Nên là cái sự tự ti trong lòng Quỳnh rất lớn. Quỳnh nghĩ là Quỳnh phải mạnh mẽ. Quỳnh sẽ là người tự lập. Quỳnh sống ở trong một cái cuộc sống không cần bất kỳ một ai dựa dẫm. Bản thân Quỳnh có tự đặt deadline cho mình đó là trước 20 tuổi sẽ sở hữu một chiếc xe máy xịn này, 25 tuổi sẽ có đất đai nhà cửa, 30 tuổi sẽ có một chiếc xe hơi. Và ở thời điểm hiện tại, khi mà Quỳnh mới sinh nhật 28 tuổi xong thì Quỳnh đã... Quỳnh đã gần như có tất cả mọi thứ. Và mình đã hy vọng là sẽ có một người đàn ông sẽ đồng hành cùng mình. Cái việc mà Quỳnh xuất hiện ở đây ngày hôm nay thì Quỳnh tin là nó cũng có lý do riêng. Thì Quỳnh tin là Quỳnh sẽ đón nhận chuyện tình cảm mới theo một chiều hướng tốt hơn, với một con người trưởng thành, và hy vọng là sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, bạn ấy đã xuất hiện trong rất là nhiều những MV của các ca sĩ. Nữ chính hôm nay, diễn viên, người mẫu Quỳnh Lương. Wow. Đẹp quá. Quá xinh luôn. Thôi, cảm ơn anh. Em xin chào tất cả mọi người. Xin chào ban cố vấn. Em là Mai Quỳnh. Công việc hiện tại của em thì em là diễn viên và ngoài ra cũng kinh doanh. Em làm một nhiệm vụ nữa mà là mẹ. Là một influencer. Thì cái việc mà em đến đây để em tham gia chương trình có phải là một áp lực với em hay không? Từ lúc bước trong kia ra đây em rất là run, không hiểu lý do vì sao. Kiểu em cũng sợ cái hoàn cảnh của mình nhìn nó không tích cực lắm. Thật ra là em biết chị Quỳnh từ rất là lâu rồi. Câu chuyện của chị Quỳnh cũng khá là nhiều người biết ở trên mạng xã hội. Và hôm nay đúng là chị bước ra đây rất là bất ngờ. Mặc dù là nhìn chị Quỳnh thế này thì nghĩ là rất là nhiều người theo đuổi và đang có rất là nhiều lựa chọn.
Em nghĩ là người ta theo đuổi mình không nhiều khi còn do mình mở lòng hay không nữa. Mỗi một cái độ tuổi, em đặt cho mình một mục tiêu khác nhau. Và ở trong tất cả những thứ mà em cần trong cuộc sống thì chưa bao giờ có tình yêu. Vì sao? Tại vì là em không tự tin. Chỉ vì bạn đã có một đứa con hả? Có thể là như vậy. Với cả ngoài cái việc em có bạn nhỏ ra, em có gia đình của em nữa. Nên là ở cái độ tuổi mà khi em chưa có nhiều mọi thứ, khi mà em chưa làm tốt cái nhiệm vụ là em chăm sóc cho người thân của em tốt, thì em nghĩ là mình chưa thể đón nhận một tình cảm rồi. Mình không thể nào mình đến với một người mà mình bắt hoàn toàn họ chăm sóc cho mình được. Mình cũng phải dành thời gian mình chăm sóc một quan hệ đó cho đi và được nhận lại. Sao em không nghĩ là có một người nào đó họ yêu em và họ sẵn sàng cùng làm cái việc đó chung với em? Trước đây em đã từng có một người đến mà họ có nói như vậy, nhưng em nghĩ là kiểu cái cá tính của em nó quá mạnh và cái tự ái của em hay là cái lòng tự trọng của em nó quá cao. Cuộc đời này nó như thế này em ạ. Cái tự ái và cái tự trọng nó ở gần kề bên nhau. Tự trọng là bảo vệ giá trị của bản thân, còn tự ái cũng là bảo vệ giá trị của bản thân. Nhưng ba chấm: mong muốn có. Có nghĩa là em chưa có, cho nên em bị sợ, em bị mất tự tin về cái điều đó. Tại sao em không tự tin để cho một người nào đó yêu em một cách tự do? Họ phải yêu em ở cái phiên bản tệ nhất chứ. Ở bất cứ một thời điểm nào trong cuộc đời của em, em đừng có làm luôn cái chuyện của đàn ông. Em đi sắp xếp, em phân bổ hết mọi thứ, để rồi á, em qua mất cái giai đoạn đẹp nhất là thanh xuân của phụ nữ. Rồi cuối cùng mình phải khổ sở để mình đi tìm một cái gì đó mà mình đã lỡ mất. Thật ra là làm mẹ là một cái điều tuyệt vời mà. Không phải ai cũng làm được. Làm mẹ là một trong những cái nghề mà khó nhất đối với chị, nhưng mà lại là một trong những cái nghề hạnh phúc nhất. Và em xinh đẹp nè, em đang tự chủ về tài chính của mình, và em còn có thêm một đệ tử rất là đẹp trai kháu khỉnh như vậy, thì có cái gì đâu mà mình phải tự ti. Và ở Quỳnh á, có một xíu xíu giống chị, là giống như mình nói là trong các gạch đầu dòng của em chỉ có từ tình yêu là không có. Nhưng mà thường những cái người xù lông gồng mình lên nói điều đó, thì cái gạch đầu dòng đó là cái gạch đầu dòng mình mong muốn có nhất, mà lại không dám nói ra với thế giới này, bởi vì mình sợ nhận về những cái lời cười chê, ví dụ là như vậy. Nhưng mà những người mà cười chê mình á, thì họ mãi mãi ngồi ở nhà cười thôi. Còn những người đồng cảm với mình là những người mà người ta có thể chia sẻ với em, đó là những người tốt, mình quan tâm những người đó thôi. Còn những người không tốt, không rảnh quan tâm nữa, đúng không? Yep. Nãy nói chia tay năm 22 tuổi mà con đã 3-4 tuổi rồi, vậy là mới 18 tuổi có con. Cái đó là do tình nguyện hay do sự cố nè? Em nghĩ không phải là sự cố, chỉ là ông trời cho em một sự may mắn nhưng nó đến quá sớm. Và tại sao lại khóc? Cô không biết nữa. Nói chung là ở độ tuổi đó thì em nghĩ là để nó mà bảo em tự tin là mẹ không, không. Thời điểm đó, khi lúc đó gia đình em có rất nhiều sự khó khăn, thì bạn nhỏ đến với em. Với em, bạn đến luôn là một cái sự may mắn của em. Em với cái người ấy của em vì sao lại chia tay? Em thì là một người trao cho bạn quá nhiều hy vọng, và cái sự thất vọng của mình cũng từ cái hy vọng của mình mà ra. Em vẽ quá nhiều viễn tưởng về một gia đình, em vẽ quá nhiều viễn tưởng về một người chồng như thế nào. Em rất mong muốn bạn ấy có thể làm được, nhưng mà bọn em quá vội. Hai cái suy nghĩ khác nhau. Thời điểm mà em đi ấy, thì em nghĩ là em hoàn toàn đúng, bạn ấy hoàn toàn sai. Nhưng mà thời điểm hiện tại em nhìn nhận lại, em và bạn ấy đều có cái đúng và đều có cái sai. Chỉ là bọn em còn quá trẻ, chưa đặt mình nhiều vào đối phương. Đó là cái sự đổ vỡ của bọn em. Anh rất là thích khi em luôn nói là mình có lỗi. Anh nói thật với em, anh rất là sợ những người sau khi một cái cuộc chia tay nói tôi không có lỗi. Chỉ hoàn toàn đổ lỗi cho người kia, phải không anh? Anh sợ mấy cái cảm giác đó lắm em. Hiểu anh không? Trên đời làm gì có cái vụ mà lỗi một chiều. Trừ khi cái người đó là người rõ ràng là tệ lắm ấy, hay người ta chỉ lợi dụng mình thôi, thì ok, cái trường hợp đó mình không nói. Nhưng cái trường hợp nào mà hai người rõ ràng là đã yêu nhau, hai người đều trao cho nhau cái này cái nọ, được rồi vì một cái gì đó chia tay, anh không tin là lỗi không đến từ hai bên á. Đúng rồi. Trong một mối quan hệ khi mà chia tay sẽ có một cái cán cân người nào nặng hơn, lỗi nhiều hơn chút thôi. Nhưng mà khi mà mình dũng cảm nhận là à, trong cái sự chia tay đó có lỗi của mình nữa, thì em nghĩ mình đã thật sự trưởng thành. Yep. Và đã đủ bản lĩnh để có thể cho mình một cái hy vọng mới, một cái tình cảm mới, để mình không dẫm vào vết xe đổ đó nữa.
Đối với em nghĩ là chưa có một ai đó đến với chị và nói là chị rất là tuyệt vời thôi. Vì bản thân em ngày xưa cũng như vậy thôi, có nghĩa là cho đến khi mà có một người nói là em không có vấn đề gì, anh yêu em là vì em và cứ sống là mình, tiếp tục làm những gì mình thích, thì lúc đó em mới tin là ồ, hóa ra mình không có vấn đề. Và có một cái điều anh Thành nói mà em rất là thích, đó là đừng tranh việc của đàn ông. Tại vì thường là những người phụ nữ độc lập á, là lúc nào cũng muốn là tôi làm được tôi làm hết, và tôi chứng tỏ cho anh là tôi không cần anh, hay là họ chỉ cần đưa tình cảm mình cũng xa ra một tí. Thì dần dần nó cũng là một cái việc mà dễ làm cho cả hai xa nhau. Cái người mà yêu mình thật thì họ lại rất là mong là mình nhận cái giá trị đó mà họ mang lại. Nên là nếu như mà tìm được một người như vậy thì em mong rằng là chị cũng sẽ mở lòng chị nhá. Rồi tới giờ em chưa yêu ai luôn á hả? Sau đó thì em có tìm hiểu, em có 3 mối tình, nhưng mà chỉ có 2 mối tình chính thức, còn một lại thì họ đến và đi rất nhanh, nhưng mà họ cũng để lại cho em khá nhiều bài học. Trong cái mối đó là mối nào dễ thương nhất? Chắc là mối tình gần nhất ạ. Thì bọn em chia tay chỉ vì họ cần một người tốt nhất, còn em cần một người phù hợp. Có một câu mà em luôn nói bạn ấy từ lúc mới yêu đến lúc chia tay là em là một đứa trẻ lớn lên từ rừng, tức mọi thứ của em đều bản năng. Còn bạn ấy thì khác em, thì các bạn là một người đã ở vạch đích rồi. Bọn em quen nhau thì không có vấn đề gì với nhau cả. Ở 2 vị trí, một người không ở đích và một người ở đích, thì bọn em cũng cố gắng rất nhiều thì bọn em mới gặp nhau được. Nhưng cho đến một ngày em có nghe một người hỏi bạn đấy, tức là em nghe lại, là ý là hết con gái ở trên đời này sao phải là một single mom. And you broke me when you said I was never worth keeping. Điều đó khiến em tự ti. Cho đến bây giờ, khi mà bất kỳ một ai đó nói chuyện với em đều nói câu đầu tiên là anh biết gì hoàn cảnh của em chưa, anh là một single mom thì anh có vấn đề gì không? Bởi vì là em ngại khi mà mình đã dành cho họ một thời gian rất là dài, xong quay lại cái vấn đề mà quan trọng nhất để em với họ không đến với nhau là lặp lại với bạn kia là em là một single mom. Nhưng mà cái câu chuyện đó đến từ một người bạn của anh ta thôi đúng không? Người trong gia đình ạ. Tức là em nghĩ mình cũng đủ một cái sự nhìn nhạy cảm để nhìn nhận được một vấn đề rồi. Bản thân bạn ấy cũng chưa bao giờ nghĩ em với bạn ấy phù hợp. Tức là bạn ấy muốn tìm một người nói chính xác cụ thể nhất là phù hợp với cuộc sống ở thành phố, bạn ấy là môn năng hộ đối ạ. Bản thân em cũng nghĩ mình không phù hợp để bỏ lại khu rừng của mình. Ok, nhưng mà anh nghĩ là nếu như mà bạn ấy có vấn đề với cái điều đó thật sự, cho nên em không vượt qua được, cũng đúng thôi. Đó là cái cảm giác của em, nó cái cách em kể thôi, nó rất là kiên định và rất là dễ bị động đến lòng tự trọng. Có nghĩa là em chưa bao giờ bình an. Đôi khi đơn giản chút xíu đi, để người ta lo cho mình, rồi để người ta thấy mình nhỏ bé, người ta thương mình nha. Đã dám đến đây rồi, dám kể ngần ấy chuyện rồi, thoải mái lên, xinh lắm. Hôm nay là người đẹp cho nên tôi sẽ lựa chọn cho kỹ nè. Anh ơi, vừa đẹp mà còn vừa nhạy cảm nữa, khó thật sự đó. Thiệt luôn á. Em siêu nhạy cảm á Quỳnh ơi. Bây giờ chị khuyên em mình chuẩn bị bước vô một cái thế giới màu sắc nè. Bây giờ em buông bỏ sự tự ái đi. Em phải cho em được đi lên, em hãy cho người ta yêu em, chứ em đừng để người ta sợ em. Đúng rồi. Chưa kịp yêu, sợ quá không biết có giận không, không biết có đang nhạy cảm, có đang over cảm xúc không đó. Hay là giống người ta cưng con mình, cái em nghĩ giả tạo, không cưng thì không thương con tôi. Em đừng, em take it easy. Thật không, từ giai đoạn khi mà em chia tay bạn kia đến thời điểm tại là hơn 1 năm rồi. Em cũng có một gặp người mới, em bảo là chỉ lướt qua, nhưng họ để lại cho em rất nhiều bài học đấy. Là em nghĩ là từ khi gặp người đấy em trưởng thành hơn rồi, và em cũng đã tự buông bỏ được cái tự ái rồi, thì hôm nay em mới lên đây. Nếu mà chứ không thì em sẽ không lên đây rồi. Các bạn hồi nãy trong clip á, rất là đẹp trai luôn đó. Lớn lên là hot boy đó. Đẹp trai á. Tôi thấy vậy đó. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn 9 tuổi. 9 tuổi. Đó, khán giả của tôi đó. Vâng ạ, là fan của bác Trần Thanh ạ. Ôi vậy hả? Thôi ra đừng có nói bác, nghe chữ bác ghê quá. Thôi chú thôi. Kéo xuống xíu. Em, mọi thứ bây giờ mình done. Và chúng ta có một bạn nhỏ 9 tuổi rất là dễ thương đang chờ ở nhà. Nó sắp có một người chú mới. Ok, nếu như cái show của nó thành công. Ok, nha. Mình cứ nghĩ như vậy đi. Rồi, em đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Em sẵn sàng. Ok. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng Mai Quỳnh gặp gỡ dàn siêu phẩm sau ít phút vậy là.
Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nên cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên trước thôi. Con nghe mẹ nói gì không hả? Giật lại cho mẹ coi coi. Giờ này cái đầu óc con nó mụ mị lắm. Nó phải lâu ngày quá con không có được bia rượu gì vô trong người á. Con có chuẩn bị một số món ăn để bồi bổ sức khỏe. Con mời bác. Được đó. Ra dáng là đứa con dâu hiểu chuyện rồi đó. Nó mà giả mụ làm bánh bèo duyên dáng vậy, nó không có giống con xíu nào hết á. Trong khi cái bản chất của con nó ngầu hơn nhiều mà mẹ. Con làm cái trò gì đi nữa thì ngày hôm nay con phải quyến rũ cho bằng được thằng Đăng Khoa cho mẹ, biết chưa? Hoa Vương xem sớm nhất trên Vion và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Ngọc Huy. Người thứ hai là Louis Nguyễn. Tiếp theo là Nhật Minh. Wow, dữ vậy sao? Tiếp theo là Pharaoh Huy. Wow. Và cuối cùng là tiếng Pháp. Có gu mình đúng không? Có. Bạn cứ vẫn thấy ổn Vi. Dạ, anh nào cũng phong độ, đẹp trai. Tính ra nãy giờ hào hứng nhất là Vi. Gu em thì em thích anh nào nhất? Phải chọn á anh. Không, cái này là mình hỏi vui thôi. Người trưởng thành không cần chọn lựa. Đúng rồi. Wow. Người trưởng thành là người ta lấy hết. Nó người tham lam bà ơi. Chừa cho ai luôn ạ. Mai trưởng thành mà lấy hết rồi á. Cái gì bỏ xì bỏ lẻ vậy? Ờ, chưa gì nó mở màn cái gôm gôm. Quá trời. Ok, chúng ta đến với anh chàng đầu tiên. Trời ơi, ơi. Thanh đàn. Có thể em chưa biết, những người đang fall in love có nồng độ hormone tình yêu cao hơn những người đang ế. Đối với anh, ế không phải là xu thế, nên phải gặp em thì chúng ta mới lên được xu hướng. Anh là Trường Huy, giám đốc điều hành hệ thống phòng khám tại thành phố Hồ Chí Minh. Trách nhiệm và chịu khó là điều mà anh đặt lên hàng đầu. Còn đối với em, anh xin đầu hàng khi mà em khó chịu. Ngoài giờ làm việc, anh sẽ dành thời gian cho gia đình. Oh. Giống Huy kìa. Nhà anh hơi rộng nên anh thích có nhiều con. Nhưng với một vợ duy nhất. Em à, sản phẩm này không phải là thuốc, nhưng có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh. Vì anh an toàn khi sử dụng, hiệu quả ngay từ lần dùng đầu tiên và không có tác dụng phụ. Sản phẩm chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú. Khoan khoan, nhưng mà không có chống chỉ định với em đâu, em thử nha. Thiện cảm, lịch lãm và trưởng thành, sao Châu cưng? Quá hợp lý rồi. Xong rồi anh ấy lại có sự nghiệp này, rất là chững chạc này, nói chuyện điềm đạm, từ tốn, là cảm giác rất là an tâm khi cạnh anh này. Chỉ có một cái là... Tôi biết bà định nói gì đó bà. Nhưng mà xong rồi cảm giác
mọi người chắc dạ, mọi người chắc dạ. Tự nhiên cái mùi em quay em hết hồn, em nhạy cảm lắm. Ừ, đừng có nói đó. Trước khi đưa đi kiếm mình, em phải hỏi cái thân chủ của em trước là em có quan trọng chiều cao hay thể hình như thế nào không? Em chưa bao giờ quan trọng chiều cao, cân nặng hay là body gì. Đề cao tính cách như thế nào, thông minh, hài hước hay là nghiêm túc? Em là nhạc nào em nhảy được. Anh này thì em lại có cảm giác mạnh là ảnh đã có nửa kia. Quá đẹp đẽ, gia thế đồ. Dạ. Có anh Hảo đấy. Cơm salad trứng là do nửa kia nấu đó. Không lẽ tự nhiên vậy mà ở không thì phải có cái gì đó. Cái bầy xe lụa có kia ai cho nó ăn hàng thì ngày. Thì đó. Lo nha, cho cái màu đi em. Cảm giác mạnh của em thì đây là nhân vật đã có chủ. Dạ, tại vì hoàn hảo và dễ thương như vậy. Xin lỗi anh Bảo Thi. Lần nào khóc này em cũng thấy khó. Nhưng mà có một điều chúc mừng Quỳnh Lương. Nếu anh này chưa có chủ là ở ngoài ảnh đẹp hơn trên clip nha. Không, để ở ngoài em có duyên hơn. Mà thường những người mà không ăn ảnh là những người đó số sướng. Thì nếu như người ta chưa có vợ thì vợ sau này cưới người ta về cũng sướng. Là em nói chồng em không? À trời, sao anh biết hay vậy? Anh sao kìa? Anh có thể bỏ cái tay ra ngoài được không ạ? Anh bỏ cái tay ra để đừng che cái bụng. Ừ. Không, em muốn thấy cái tay. Ủa, muốn thấy cái tay hả? Thôi, em muốn thấy cái tay. Lên khám luôn đi. Khám kỹ kỹ nghe. Tất nhiên rồi anh. Cho em coi bàn tay của anh được không? Bàn tay anh đẹp lắm. Nhưng mà anh chưa có nhẫn. Coi có cái dấu hằn nào không cưng? Không có hằn. Nhưng mà em nghĩ là có chủ. Sao vậy? Tại vì hồi nãy á, lúc mà anh Huy giơ cái đỏ lên á thì anh cũng cười rất là nhẹ nhàng luôn á. Anh không có gì muốn phản. Không ngờ bại lộ sớm vậy. Chứ mà phản yêu quá á. Mới vô thấy rồi sao? Tiểu Vi, đưa màu đi cưng. Em đưa liền luôn. Rồi. Cái hồi nãy máy quay còn li li qua một cái cô nào cũng xinh gái nữa. Coi chừng đó là một cái hint của chương trình. Bà làm salad đó. Nhiều khi người ta độc thân mà chương trình cứ làm vậy đó để cho mình mệt mỏi vậy đó cưng. Nên là theo cảm xúc của em thôi. Còn mọi người ngồi đây đoán mò đó em ạ. À. Nhưng mà cũng phải đưa cái màu. Ok, bây giờ một người thì màu tím hơi phủ phàng rồi. Hai người màu đỏ thì thôi, thì để cái này. Tại vì Thi thấy anh này có một hoàn cảnh tốt. Ví dụ như ảnh còn độc thân thì cũng là một cơ hội cho Quỳnh. Anh này anh thấy hợp với Quỳnh đó chứ. Rồi, yeah. Khán giả nghĩ sao? Là một mình em đó. Vẫn có một người nghĩ giống em. Ok, bây giờ chúng ta đến với chàng trai thứ hai. Chào em, anh là Đinh Nhật Minh. Anh có một biệt tài, đó là chơi nhạc cụ. Anh có thể chơi 8 loại nhạc cụ và đã đi lưu diễn trên khắp thế giới. Trên hình nhìn uy tín nha. Bởi vì anh là một nghệ sĩ sáo trúc của nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Công việc hàng ngày của anh là giảng dạy và trình diễn âm nhạc dân tộc, đặc biệt là với cây sáo trúc. Anh luôn có cảm giác háo hức khi chạm vào thân sáo và say mê khi tạo ra những điệu nhạc. Có lẽ đôi môi là vị trí gợi cảm nhất mà anh cho phép mình được lộ. Vị sáo thì anh biết rồi, nhưng mà vị son trên môi ai đó thì anh chưa. Anh luôn hết mình trong công việc và trong tình yêu cũng vậy. Một khi gặp được người mình thích và có cảm xúc, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ. Và hôm nay, đứng trước em, anh không thể làm nhạc một mình được nữa. Để anh nhờ ba em làm nhạc phụ anh được không? Nhạc phụ. Nhạc phụ đại nhân. Trời ơi, những lời ngôn tình. Sao cưng, thấy nhạc phụ sao? Ở trong đây á thì có chị Thi với lại anh Ngô Kiến Huy chắc là sẽ rành nhạc cụ hơn em. Hai anh chị chia sẻ trước đi ạ. Không, hai anh chị rành nhạc cụ nhưng mà cái người muốn có nhạc cụ là em. Đúng rồi. Rồi.
Hồi nãy đó hai người make up chung chỗ, xong rồi tự nhiên vô ngồi cái chị Thuy ơi, em hồi hộp lắm, em hồi hộp lắm chị Thuy, em rúng mừng bực nè chị Thuy ơi, lát nữa chị Thuy cứu em nha. Em nói tại sao vậy Vi? Tại vì em biết là trong hậu trường em sẽ gặp các ảnh. Em nói trời ơi, tới lúc người ta lên sân khấu mới gặp mà người ta cũng không có liên quan tới bà nữa bà. Em có một cái muốn chia sẻ với mọi người là hôm nay em sẽ cố gắng tìm ra những bạn màu tím, tại vì em nghĩ là em có cái đôi mắt nhạy cảm và để lại màu xanh cho các anh chị chọn để cho chị Quỳnh có được một cái người mà phù hợp với mình. Nhưng mà nãy giờ chưa thấy đúng không? Dạ đó, do cao quá nó mờ mịt. Anh chị nói cho em xíu về kèn về trống đi cưng, đợt lát nó em nó vòng vô. Ừ, lại dễ thương, tiếp tục dễ thương và rất là chân thành, kiểu điềm tĩnh thôi, không kiểu bị quá là sấn sổ. Chỉ có cái đoạn trong video thì nó hơi cho em cảm giác Châu này nhạy cảm quá. Bây giờ ai mà chỉ cần Barcelona chút xíu cái tự nhiên em đẩy qua tím chết thiệt. Tại vì sao em cũng hệt với như là bé Vi á, là tất cả mọi người quanh em đã là con trai thì đều là màu tím hết. Nhà tôi nói cho hai dì Sáu nghe. Hai dì Sáu đi đâu cũng một là make up, hai là làm tóc. Nói về con trai em gặp hàng ngày đi nè. Rồi nói đi cưng. Đôi mắt tinh tường của em. Dạ. Anh này không thể nào màu tím được. Vậy đúng. Hả? Và anh này là một chàng trai chủ động nha. Đúng. Cá tánh mạnh nha. Gọi là có khí thế. Khỏe. Sao biết bà? Em nhìn thấy anh chắc. Trời ơi. Đúng. Anh này chơi thể thao nhiều á. Thì thấy sao em? Thì thấy là anh chàng này uy tín và dễ thương. Đương nhiên là nữ chính là một bạn rất là đặc biệt và xinh đẹp thì chắc chắn chương trình cũng phải chọn những người rất là uy tín, đúng không Thành? Nãy giờ thấy hai người thì thấy người nào thì cũng xây dơ bản xanh hết trơn. Đúng sai hồi sau sẽ rõ, nhưng mà khi nào mà thấy người nào mà không hợp lý lắm thì mới dơ hai bản còn lại. Rồi dơ đi cưng. Bắp thì sao? Em thì hy vọng. Châu sao cưng? Sao nó nhiều màu sắc? Sao bà nói tím ra và bà dơ đỏ? Tại vì không nỡ. Cái cơ mẫu sáo cục cục vậy mà cũng đưa qua màu tím được. Em biết rồi, chương trình mời cho Bù vô phá game chắc luôn. Ừ là sao? Tức nhóc Maruko này ghê. Thật ra anh ấy chững chạc như vậy mà anh ấy bình tĩnh lắm ấy, nên là không cảm giác anh độc thân đâu. Còn em sao? Em độc thân ạ. Tại vì em nhìn ảnh mạnh mẽ, khỏe khoắn như vậy thì em nghĩ là chắc là em sẽ chọn độc thân. Nếu không được chị thì được em. Anh ơi, chưa gì mình đưa cái súp không? Trời, em xin lỗi em lắm luôn nghe Quỳnh, bữa nay đâu có biết là cố vấn dữ vậy em. Anh xin lỗi em. Em ơi, nữ tránh đây. Nãy giờ chắc khinh tụi mình lắm thiệt. Đúng rồi, anh vừa có nụ cười luôn kìa. Cảm giác anh đang cố nhịn cười ạ. Thôi rồi. Đó. Cười tiếp. Ok, khán giả nghĩ sao ạ? Wow. Cũng nhiều đã có chủ đấy. Cho em hỏi cái 01 đó của khán giả nào vậy nhỉ? Ok, mình đến với dàn ra số 3. Theo tính toán của một nhà triết học, mất 129.600 năm để những thứ ở hiện tại tái diễn. Vậy nên nếu bỏ lỡ điều gì đó sẽ phải chờ rất rất lâu để được làm lại. Còn anh không chờ được. Anh muốn làm mọi thứ mình thích bằng bản thân của hiện tại và bằng một động cơ còn đang nóng. Anh là tiếng Pháp. Anh thích trạng thái cân bằng khi bản thân được thiền định, mọi lo âu được kiểm soát và những ấp ủ lớn lao được thành hình. Sadella Retreat là một mô hình nghỉ dưỡng chữa lành, cũng là một ấp ủ lớn lao của anh. Anh thích tạo ra một nơi cân bằng cho sức khỏe, duy trì và phục hồi cảm xúc cho mọi người. Ở nơi đây, mọi người có thể hòa mình với thiên nhiên. Anh rất thích miền Tây sông nước, nên anh có mở rất nhiều hoạt động thể thao, ví dụ như chèo súp. Anh rất thích trải nghiệm những cung đường đèo của Việt Nam, phong cảnh rất là hùng vĩ. Mà hình như anh thích hơi nhiều ha. Bây giờ nói về những điều anh yêu đi. Anh yêu những khoảnh khắc được cùng người anh thương theo đuổi những dự định của hai đứa và được ở bên nhau bằng tất cả sự trân trọng. Anh chưa có người đó và bây giờ anh muốn có. Nếu em trao hoa cho anh, em sẽ có nhiều hơn một người yêu em. Đó chính là gia đình. Còn anh sẽ có được một cô gái trân trọng tình yêu thật sự. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy về trà Vinh với anh đi. Trời ơi, thiêu gia. Tự nhiên hai chị em coi xong quay qua nắm tay nhau cười khúc khích. Gì vui dữ vậy hai đứa? Đâu, anh đang xem là chị em có ok không thì để
Chị nói đi. Chị em ok. Anh có thể nháy mắt lại với chị em một lần nữa được không? Hồi nãy anh đi bụi. Đứng lâu quá buồn ngủ kìa. Trời buồn ngủ. Lúc mà chị Quỳnh chăm chú xem video ấy là anh có thế này này. Nhìn Quỳnh xem là chị Quỳnh có để ý hay là có biểu cảm của chị Quỳnh lúc mà xem video ra sao. Mê anh Quỳnh, thấy mê anh Quỳnh. Mê không anh? Khoái khoái cười. Mê. Với cả em thì rất là có cảm tình với những người mà hướng về bên trong, hướng nội, thích thiền. Tại vì đây là sẽ là những người mà họ biết kiểm soát cảm xúc của họ. Và họ có thể giúp cho chị Quỳnh chữa lành nữa. Du lịch nữa em. Chính xác. Nhắc đi du lịch khuây khóa tâm hồn. Anh của em xin anh. Độc thân nha. Xin anh quá. Mà đeo Patek Philippe. Mà lại rất là khiêm tốn giấu đi. Không giấu gì mọi người, không cho là bạn của em. Ồ vậy hả? Em nhận vơ vậy. Em đừng có nói như vậy nữa. Em ruột anh. Anh ra đó anh nghỉ dưỡng hoài à. Mình bắt tay nhanh quá. Về Pháp thì em thấy là lúc mà coi đoạn clip, thương vụ của em cũng đã lóe lên rất nhiều ánh sáng hy vọng. Và em nghĩ là cũng là hợp gu. Có. Cũng chữa lành, là một người công việc du lịch thiền đồ đó. Chàng trai này nếu mà độc thân là một điều tuyệt vời tối ngày hôm nay. Em hy vọng luôn. Thi cũng hy vọng luôn. Bởi vì thứ nhất là chữa lành rất là hợp với Quỳnh. Và cái thứ hai nữa là bạn này thú vị. Đôi khi người ta nghĩ là những cái người mà kiểu mà hướng nội quá sẽ tẻ nhạt. Nhưng mà không phải. Ở bạn này lại còn thích đi mô tô, thích du lịch. Thì thật sự nếu như mà Thi còn độc thân thì Thi cũng thích gu giống vậy. Nhưng mà giờ Thi không dám nói gu của Thi nữa. Bởi vì nói xong là sóng gió nổi lên. Nên là Thi đang thay mặt Quỳnh thôi. Thi đúng không Quỳnh? Đã. Thích gu này đúng không? Độc thân nha bạn gì ơi. Sao Vi em thấy ổn không em? Em thấy cũng khá là ổn, phù hợp với chị Quỳnh. Nói đừng lấy hơi lên quá em. Nói chuyện về trai mà lấy hơi lên quá, ta tưởng mình thích, hiểu không? Lâu là... Trời. Anh ơi, em đang phát biểu, tại sao anh không nhìn em mà anh nhìn chị Quỳnh hoài vậy ta? Tại sao anh không nhìn em mà anh nhìn chị Quỳnh hoài vậy ta? Đáng tóc ưa, ừ. Bình tĩnh lại. Em thấy anh cũng trẻ, đẹp trai, có sự nghiệp, thích đi du lịch nè, thích chạy siêu xe thì cũng phù hợp với những cái cô gái trẻ. Sao em không được nói tên em hả? Thì em muốn nói em nói. Bé nó lái nhanh quá. Thì thôi em. Thì thôi rồi. Thì thôi. Thì mong là anh cũng độc thân để mà rước chị em về. Thì em cũng mong là vậy nè. Quý vị khán giả bình chọn giùm em. Ô. Trời ơi. Tỷ số bổ dưỡng 89% quá hợp lý. Kế bên cũng doanh nhân thành đạt nha. Ok, thử coi có anh ta là ai. Hey, GPT AI là quản lý nghệ sĩ có khó không? Mời bạn đọc bài báo sau để biết thêm chi tiết nhé. Không, ý tôi là quản lý nghệ sĩ tìm người yêu có khó không? Nếu bạn có nhu cầu tìm người yêu, hãy tham gia Người ấy là ai mùa năm. Chào em, chắc em đang thắc mắc anh là ai và là người như thế nào đúng không? Anh là Phê Đồ Huy. Nếu em muốn ở cùng một người đàn ông thú vị thì hãy vào team của anh nhé. Thứ nhất, anh là người biết quan tâm, chăm sóc người khác. Anh luôn kề vai sát cánh. Và đôi khi, anh còn là người kiêm luôn cả việc tư vấn tâm lý tình cảm. Thú thật với em, quản lý nghệ sĩ đã khó. Nhưng mà quản lý trái tim anh khi đứng trước em càng khó hơn. Thứ hai, anh là người yêu thích sự mới mẻ, đam mê trải nghiệm và luôn muốn khám phá những nền văn hóa mới. Chính vì thế, du lịch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh muốn có một chuyến du lịch thật dài. Liệu em có muốn là người bạn đồng hành với anh không? Wow. Ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn ở Dubai và thưởng thức buổi tối lãng mạn nhất trên bãi biển Bali. Cuối cùng là người quản lý, anh luôn biết cách nắm bắt thời cơ, hoạch định chiến lược để giúp cho nghệ sĩ phát triển. Còn để phát triển tình cảm giữa anh và em thì đây là thời điểm thích hợp nhất. Anh luôn có một đức tin, khi khao khát điều gì thì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp anh. Và anh hy vọng ngày hôm nay vũ trụ sẽ gửi tín hiệu tốt đẹp. Em sẽ là của anh.
Ông này cũng cưng chứ không phải không đâu. Cũng nhét bad boy. Nhét bad boy. Cần một người phụ nữ về nâng khăn sữa túi nè. Nhưng mà không biết sao cảm xúc của em lúc mà bạn này bước ra, em ấn tượng về ngoại hình của bạn này nhất. Tại vì bạn này có một cái gì đó sương gió, một chút bad boy, một cái gì đó thú vị. Nhưng mà sau khi em xem cái đoạn clip vừa rồi, em đã cảm thấy một chua siêu siêu, tiêm 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 tiêm. Em có để ý cái vương miệng ngay chỗ cái tay thì em rất là nghi ngờ là màu tím. Làm sao vậy? Wow, queen up the night. Dạ. Mà cũng có thể người ta đang đi tìm queen. Biết anh chị có để ý không? Tôi nói cái này ra tôi sợ tôi nó kỳ. Hầu như. Em đừng có nghĩ những gì anh đang nghĩ nha. Chắc giống nhau thật. Các bạn có nhớ cái đoạn mà anh ấy tắm nắng không? Anh muốn có một chuyến du lịch thật dài. Liệu em có muốn là người bạn đồng hành với anh không? Anh ấy giơ cái tay lên. Chóng muốn luôn. Làm sao vậy? Trống trải. Trớ trọi. Làm cho mình cũng hơi lo. Với lại quản lý nghệ sĩ của em gặp rất là nhiều. Thường là những quản lý nghệ sĩ nam á, đặc thù công việc thì họ cần rất tỉ mỉ, thì họ sẽ có một chút bóng bẩy tí. Dạ. Thì anh sau khi đoạn clip vừa rồi thì em lại nghiêng hẳn về màu tím. Ủa, nghiêng hẳn luôn. Nghiêng hẳn luôn hả? Thêm cái chi tiết anh vừa nói nữa thì nói tới cái gừ à. Khoái cái đoạn tắm nắng quá à. Không phải, tại vì bạn em quen thì cũng trơ trọi. Bạn này là ra ngoài đời là em bắt về làm bạn em ngay. Em bắt về làm bạn em ngay. Chơi cùng em vui. Lúc mà bật video lên thì đúng là bạn ấy chỉ có xem video thôi. Kiểu có đoạn nào đẹp không nhỉ, có đoạn nào không đẹp không nhỉ. Kiểm tra là lần cuối. Ôi trời ơi. Cô vẫn đồng lòng quá, cãi không lợi quý vị ơi. Quý vị giúp em. Oh, 50 à. Thưa quý vị, chúng ta còn một doanh nhân trẻ ở vị trí cuối cùng. Khá là triển vọng. Thôi lớp với anh, em không cần phải ước. Vì em muốn điều gì, đều sẽ được linh ứng. Ôi, người bắt đúng không chị? Bắt đúng. Hai em, anh tên là Linh. Chữ lót là Tuấn. Nhưng em có thể gọi anh là Louis. Anh không phải là người thích flirt with somebody. Nhưng hôm nay, anh lại thích flirt with you. Quốc tịch của anh là Canada, nhưng Việt Nam là nơi anh sinh ra. Wow. Anh thường xuyên di chuyển giữa hai nơi để thuận tiện cho công việc. Một năm, anh bán được vài ba căn nhà. Nhà nào cũng có mái, nhưng nhà anh thì chưa. Ngoài bất động sản ra, anh còn kinh doanh đồng hồ cao cấp. Anh bị cuốn hút bởi tiếng nhịp tim đập. À không, ý anh là tích tắc của nhịp tim đồng hồ. Mày tính. Đối với anh, yêu xa không phải sự xa xỉ. Anh có thể bay 8.700 dặm để về nói với em Ti Amo vào mỗi buổi sáng. Bởi vì tình yêu đối với anh rất là đơn giản. Yêu không phải là xác nhận, mà là cảm nhận. Còn nếu em muốn được gần anh hơn, visa anh đã chuẩn bị sẵn. Chờ em về cùng sống giờ Canada. Give me a chance, I will show you a paradise. Ây chà. Naughty lớn. Chắc anh Thành chuẩn bị mở tiệm đồng hồ đó. Thấy anh Thành rất là quan tâm, rất là đam mê luôn á. Anh làm ở bên đồng hồ treo tường em. Rồi sao cưng? Theo cảm quan của em á, chàng trai này á, nói ít làm nhiều, hiểu chuyện, trưởng thành. Trưởng thành. Và cái chặng đường mà ảnh muốn đi thì cũng có thể hợp với lại Quỳnh Lương. Nhưng mà cái hồ sơ ảnh hoàn hảo quá. Cũng không biết là ảnh đã có nửa kia chưa. Hy vọng là sẽ... Ok. Số này khó chứ không phải dễ đâu. Khó nha. Châu thấy sao cưng? Theo kinh nghiệm em thì một người Bắc với profile thế này thì thường là sẽ đã có gia đình. Nói chung là cái cảm giác đỏ nhiều, nhưng mà vì anh quá hợp ấy, nên là em vẫn mong anh độc thân. Nha anh. Nha. Bé nói xong nghe anh cái nổi vậy à. Nha anh.
nhé anh một cái anh nổi da gà, anh cũng nổi da gà theo. Có khi nào anh bị nhìn không kỹ anh không ta? Sợ em. Dạ kêu sợ. Ý, trời ơi. Rồi Bảo Thi sao cưng? Nếu mà anh còn độc thân nha thì rất là hợp với Quỳnh. Tại vì ngay từ đầu những cái chia sẻ của Quỳnh á cho mình thấy được là Quỳnh vẫn còn đang rất là e ngại và rất là sợ về định kiến. Thì nếu như là những người đàn ông người ta sinh ra hoặc là người ta sống lâu ở bên nước ngoài hơn thì cái định kiến đó có thể giảm đi một chút xíu. Hy vọng là một anh nào đó trong này nếu như đã có người yêu, đừng nhìn Quỳnh nha, chứ nhìn say đắm mà một hồi lòi ra có vợ là không được đâu nha. Trời, hay đe dọa quá. Đe dọa kìa. Cố vấn gì đâu mà dễ sợ quá. Phải dễ sợ thôi anh, tại cái case ngày hôm nay là mình quyết tâm ha. Đúng rồi, mình phải quyết tâm. Đúng rồi, mình gán đi, mấy em ơi. Em thấy cũng có một xíu tím, cũng có một xíu đỏ nha. Có thể có trường hợp là ảnh đỏ rồi, bây giờ ảnh xanh thôi. Đúng rồi, ông này là đỏ hay xanh thôi chứ không có tím đâu. Thôi về đi. Sao cưng? Em vẫn phân vân giữa tím và đỏ. Không sao, em cứ dơ. Phân vân tím đỏ, tự nhiên cầm tím với xanh lên vậy đó anh. Lời nói đâu đi đôi với hành động. Em phân vân quá à. Chi tiết nào mà em chọn màu này? Tại vì cái lúc mà anh bước ra thì em nhìn thấy cái cách anh đi á. Hơi giống bạn em. Có nhiều bạn quá. Vậy thì thôi dơ đi. Nhưng mà em vẫn muốn cho chị Quỳnh có nhiều sự lựa chọn. Thì em vẫn mong là anh sẽ độc thân ạ. Ok. Option tốt. Mời khán giả. Ở cái vòng này mọi người có muốn xài quyền bảo vệ không ạ? Em chưa. Chưa. Em luôn. Cũng chưa. Chưa ha, mới vòng 1 ha. Dạ. Kệ đi, để thuận theo ý trời đi ha. Bây giờ Quỳnh ơi, đứng dậy cưng. Em chọn giùm anh một người đàn ông mà theo em là hiện giờ chưa phù hợp với em. Đầu tiên thì em rất cảm ơn Nam Anh đã đến đây. Và em nghĩ là mình là một sự may mắn rồi. Nhưng mà em nghĩ là em cần tìm người phù hợp. Thì em xin phép được. Thì là anh số 2 ạ. Oh, ok. Chúng ta gặp lại sau nhé. Cảm ơn các bạn. Em cho anh hỏi là vì sao em chọn anh ấy? Tại vì là có những người họ cùng làm nghệ thuật với em, họ cùng nói chuyện với em, nhưng mà em chỉ coi họ là bạn thôi, em không phù hợp. Thật ra em ủng hộ Quỳnh, nhưng mà em thấy anh này á có một cái sự chững chạc giống người đã có gia đình. Đương nhiên thì cũng là phán đoán thôi. Từ đầu từ cuối anh rất ổn định. Đúng rồi, chính xác. Không có chemistry gì với em luôn, đúng không? Đúng rồi, em không cảm nhận được. Nóc nhà sau lưng mà. Màu gì 500 anh em? Em nói màu đỏ đấy. Rồi tự nhiên khúc này đồng lòng dễ sợ vậy ta. Ok, bây giờ đỏ quá rồi. Anh Lai, xin mời. Ý. Hay quá.
hơi dài. Điều này khá rõ. Là có thay đổi gì phút cuối không? Dễ thay đổi lắm cái này. Không, xong rồi. Mình đã thấy uy tín rồi. Ok, em giới thiệu một chút về mình đi ạ. Mình tên là Đinh Nhật Minh. Hiện tại đang là nghệ sĩ sáo trúc của nhà hát ca mối nhạc dân tộc Bông Sen. Và em làm cái công việc này được bao nhiêu lâu rồi? Em bắt đầu học từ lúc 8 tuổi và hiện tại là được hơn 19 năm. Em có người yêu hay là em có gia đình? Em có vợ và một người con trai. Trời đất ơi, sao bạn ấy đáng yêu dữ vậy ta. Tự nhiên nhìn em bé xong muốn đi về, không muốn quay nữa. Nhớ con quá. Rồi, mình giới thiệu gia đình chút xíu đi nè. Đây là con trai của em mới được 7 tháng rưỡi thôi. Bạn tên là Nhật Hoàng. Bạn cũng là thế hệ thứ tư trong gia đình nối dõi. Wow. Đây là vợ em, người phụ nữ mà em cảm thấy là em sẽ có sự trách nhiệm cho phần đời còn lại của mình. Dạ, yeah, đúng là tướng phu thê nhìn giống nhau dễ sợ. Con ơi, con mới về lớn con tham gia chương trình nè con ha. Con thấy ổn không? Được không con? Thời gian đó con quánh đờn con ha. Thờ ơ quá, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tụi em yêu nhau như thế nào? Em và vợ em quen nhau thông qua một người anh, đó là anh Phạm Toàn Thắng. Với tâm lý là em muốn lên Đà Lạt để mà đi chơi cùng anh Thắng. Thì tình cờ em gặp vợ em. Nhưng mình chỉ nghĩ là bạn là một người lạ, có thể là họ đồng cảm cho mình trong một cái khoảnh khắc nào đó thôi. Nhưng nào ngờ khi mà em về Sài Gòn á, thì em có cảm giác nhớ nhung bạn. Tại vì em trải qua nhiều cái mối tình nên em hiểu được không phải ai cũng là cho mình một cái cảm giác như vậy. Thế là em nắm bắt. Thì em nói bạn là anh lên cùng với em nhé. Thì bạn nói là dạ. Khi lên tới nơi mình biết được cảm xúc mình rõ ràng rồi. Mình biết là cái tình cảm của mình hoàn toàn nó rất là chân thành và mình chắc chắn rồi. Và em về nói với bạn thân của em, em bảo là trời chết rồi, lần này cưới rồi. Dễ thương ha. Em để ý là nhiều người mà có thể yêu lâu lắm luôn, nhưng mà sau một cái mối tình mà gãy đó nha, mà tới lúc em gặp đúng một cái người nào đó em nói cưới là cưới, mà cưới lẹ vô cùng em ơi. Anh không biết Thi có feel được cái đó không ta? Dạ em feel được chứ. Em hình như cũng cưới rất là nhanh đúng không? Ở trường hợp của em thì em không cưới nhanh, nhưng mà khi mà mình quyết định gật đầu đồng ý thì nó cũng khá là nhanh, trong một cái giai đoạn mà đã phù hợp. Đúng là gặp đúng người. Tại vì nãy anh ra sân khấu anh không nhìn nữ chính luôn, không nhìn bất cứ ai luôn, là em còn tưởng anh một tím tại vì anh không để ý đến con gái. Hóa ra là bây giờ mới biết là tại vì anh đã có được cái người mà anh ấy trân trọng. Thiệt á, quần em tôi đẹp vậy mà không thèm dòm một không cái, không nhìn một cái luôn. Dễ sợ. Em có lời nói gì muốn nói với ông xã không? Chứ thấy ông thương em quá trời. Em chỉ muốn nói là em cảm ơn anh thật là nhiều vì đã đến. Thương. Gia đình dễ thương quá. Các bạn đúng là sinh ra để của nhau đó. Cho nên là rất là cảm ơn vì đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Và trước khi chia tay chắc mình nói gì với Quỳnh chứ hả? Mình hy vọng bạn sẽ gặp một người phù hợp, sẽ có trách nhiệm với bạn, cũng với như cái gia đình nhỏ của bạn nữa, và có cuộc sống hạnh phúc. Đó là những gì mình muốn dành lời chúc dành cho bạn. Cảm ơn ạ. Đơn giản mà hiệu quả. Ok, thanks for coming. Dạ, yeah, cảm ơn. Nhìn nhớ con dễ sợ. Như vậy là chúng ta đúng hết nha. Yeah. Siêu đỏ nha anh em nha. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao. Lại có hẹn với cả nhà yêu ở điểm tin Spotlight tuần này với các chương trình giải trí siêu hấp dẫn của VChannel nhé. Rap Việt trước nhá, bên cạnh thành tích top trending ầm ầm qua từng tập thì sức nóng của Rap Việt qua lượng khán giả theo dõi ngay từ khi mỗi tập công chiếu đã minh chứng cho tình yêu của fan dành cho Rap Việt. Love you. Sức nóng không hề kém cạnh phải gọi tên người ấy là ai. Cơn sốt của từng tập Nala ngày một tăng, minh chứng là khi vừa công chiếu mỗi tập đều đón nhận đông đảo sự quan tâm của fan và xuất hiện nhiều clip được khán giả quan tâm nhất.
thứ hai 34 hàng tuần nếu các bạn lo không có phim gì để xả hơi thì đã có Hoa Vương đây. Tâm điểm tuần này là những người đàn ông tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu trong Hoa Vương nha. Đầu tiên là Hải Đăng, giám đốc của tinh hoa F&B. Đây là nhân vật được diễn viên Hồng Ánh cực kỳ yêu thích khi xem phim và phải thốt lên, mình thích Hải Đăng nhất, thích lắm luôn. Phải lấy người như Hải Đăng thôi. Ngoài ra, Hoa Vương còn có một chàng trai 100 điểm là nhân vật mạnh do Dinh Tuấn Kiệt đóng. Anh hiểu được suy nghĩ của em ha. Vậy mới nói anh là anh trai của em. Mạnh yêu thầm Trúc Mai từ lâu đang định bày tỏ thì Mai lại đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Đây là lần đầu tiên em thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì thương Trúc Mai mà Mạnh quay xe từ ghét chuyển sang giúp đỡ tình địch. Nếu như anh còn làm Mai khóc một lần nữa, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi cảm ơn anh nha, tôi sẽ tốt với Trúc Mai. Còn Mạnh thì âm thầm lặng lẽ chấp nhận làm anh trai mưa cả đời. Vậy thì nghèo có phải là điều cản trở tình yêu không? Chắc chắn là có rồi. Tại vì mẹ em không cho em quen người nghèo, lo cho em sẽ khổ. Với là cuộc đời của em từ xưa tới giờ chưa bao giờ nghèo nên cũng chưa biết luôn. Còn đối với Mạnh thì Mạnh cũng không biết nữa. Tại vì mình không biết chắc là mình có thể có khả năng yêu người ta không. Tại vì Mạnh đâu có đầy đủ điều kiện đâu. Nhưng mà đẹp trai. Còn đối với Mai thì thật ra là tiền thì cũng có vẻ hơi lo lắng đó. Nhưng mà Mai không có muốn tình yêu của mình bị ảnh hưởng với đồng tiền. Khi mà tình yêu mà để đồng tiền mà điều khiển nó thì đâu còn gọi là tình yêu nữa đúng không? Chuyện tình của bộ tứ đăng khoa Trúc Mai Mạnh Hoàng Yến sẽ như thế nào? Đón xem những diễn biến tiếp theo của Hoa Vương nhà. Khép lại chốn xô bồ nơi Hoa Vương. Mời cả nhà tới vũ trụ Nala nhé. Tập 5 rốt rần rần khi chúng ta có hẹn với nữ chính Mỉm Trần. Cô nàng khiến khán giả phải lóe mắt ngay từ khi bước ra sân khấu. Nhưng khá tiếc Mỉm Trần lại về tay trắng khi trao nhầm hoa cho Mỹ Nam đã có chủ. Nhưng điểm nhấn còn hot hơn chính là sự xuất hiện của con rể và con gái của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, khiến trường quay nháo nhào một phen. Cả hai hiện đang cùng nhau xây dựng một kênh thời trang đặc biệt và độc lạ. Cái generation của mẹ em ấy, thì họ phải sống trong một cái sự phong kiến cổ hủ rất là nhiều. Tất cả những gì em làm em chỉ muốn tôn vinh lên cái phần nữ. Dây dây thứ 7 đến rồi và Rap Việt tới đây. Tập 4 Rap Việt quá hot với sự xuất hiện của chủ nhân bản hit từng gây bão mạng xã hội. Anh chưa biết em, Lil Grey. Đem đến phần thi vành khuyên nhỏ, cô nàng đã xuất sắc chinh phục được cả 4 vị huấn luyện viên lẫn 3 giám khảo. Chưa bao giờ thấy huấn luyện viên Thái VG khát khao đến thế. Trợ một mất ký sinh yêu thích, anh chốt luôn câu. If I have you, anh sẽ dục cái nó. Thôi, dục luôn. Huấn luyện viên Andre cũng không hề kém cạnh khi. Đây, anh mang nó đến tận trên sân khấu để đội cho em. Sự chân thành và hứa hẹn của huấn luyện viên Thái VG đã lay động Lil Grey và cô nàng quyết định trở thành thành viên của đội huấn luyện viên Thái VG. Khép lại bản tin Spotlight Show chậu nhà V Channel rồi. Cả nhà nhớ bật chế độ hóng Hoa Vương. Người ấy là ai mùa 5 và Rap Việt mùa 3 trên V Channel. Xem sớm nhất trên ứng dụng VOn. Quý vị và các bạn thân mến, đây là vòng 2 của chương trình. Với sự tinh ý thì các bạn nhìn lên là biết trò chơi gì rồi đúng không ạ? Chúng tôi cần cố vấn, hãy lên đạp bong bóng. Wow. Rồi, xin cho hỏi là vị cố vấn nào muốn lên xung phong trước ạ? Em lên trước nha. Ok. Trời ơi, em lên trước nha. Này. Wow. Rồi, bước qua, vô ô. Chuẩn bị. Hồi hộp. Nhưng mà anh có độc thân không? À, được. Bắt đầu. Đạp luôn hả cái con lại. Đó, cho bỏ ghét vậy thôi. Rồi về đi. Ủa, không rồi hả? Lẹ quá, chưa kịp giận đó. Em chưa kịp nhìn hình dung câu chuyện luôn á. Châu lên giúp em châu. Người bạn thân yêu của tôi. Trời ơi, đôi guốc châu hú hồn. Em đã che giấu rồi. Châu em đạp bóng bóng thôi, đừng có đạp chân ta nha em. Chuẩn bị. Chơi. À, à. Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá.
Dạ bộ diễn gì? Châu. Trời ơi, thất bại liên tiếp thất bại. Một màn trình diễn quá quá đặc sắc. Em ơi, anh nói thiệt, cái sức khỏe của em nó vô địch. Bữa nào mà ai mà yếu yếu là kêu em khiêng thiệt á. Ở nhà. Ừ. Người yêu em bảo là em phải yếu bớt đi một tí. Em khỏe quá. Em thích bê cây rồi bê chậu, bê bê tông. Cái gì cũng bê, nhà trộm bia. Sao ông Châu mà lên ngôi kiến quy cho tôi cười chết nè. Thôi nhường Thi đi. Sau khi em thấy Châu nhảy, em nhảy mà chị nhìn chị mệt giùm em, nên là bây giờ chị đã có chiêu của chị rồi, để cho Thi lên mọi người ơi. Đây, cố lên Thi. Xin mời tiếng phát. Chuẩn bị, bắt đầu. Trời ơi, game này là của chị. Cả nhà ơi, hồi nãy là chúng ta đã thấy Tiểu Vi rất là nữ tính rồi, còn Châu rất là hùng hổ rồi, bây giờ tới Thi. Bây giờ chị sẽ nhường cho em đạp chị một lần, đạp hết đi. Rồi bây giờ nhìn kỹ nha mọi người. 1, 2. Nhìn kỹ nha mọi người, coi có cái gì lộ ra không nha. Mọi người biết tại sao Thi giả bộ rờ thử lòng bàn tay của bạn không? Xem bạn có hồi hộp không á. Ờ. Theo Thi cảm nhận, màu xanh nha. Rồi, bắp tới em rồi đó. Anh trai. Bất động sản gặp cà phê sân vườn đây. Anh sợ tôi rồi chứ gì. Chưa gì là hết gái rồi. Tiếp, bắt đầu. Sau một thời gian múa ba lê nhận thua. Mà thua nhanh nhất luôn á anh. Anh là có cái gọi là cái tầm nhìn về đất đai anh nè. Mảnh nào tốt anh đập liền. Đúng. Đặt cọc liền. Thật ra em là phép thử thôi anh. Chứ mà mấy cái game này em chơi thắng nhiều mà. Thôi để mọi người ráng tin ha. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta hãy bàn vẽ cái đoạn vui chơi vừa rồi. Xin mời mọi người bàn vẽ số 1. Theo em thấy thì anh độc thân. Độc thân. Tin em đi. Tại sao em nghĩ như vậy? Tại vì anh lên anh khen em đẹp. Em quá đẹp. Em cảm ơn anh. Ôi. Lý do thuyết phục ghê. Không, nhưng mà cái này bé nó nói cũng phải đáng suy nghĩ lại. Đúng rồi ạ. Tại vì có vợ thì em đâu thể nào tự nhiên lên em gặp người phụ nữ cái tìm khiến ồ em đẹp quá. Không anh, có khi người ta có, người ta đâu nghĩ Vi lên công khai điều đó đâu anh. Giống như người ta khen lén tự nhiên ra kể. Thì sao, màu gì dơ nè. Thi thấy màu gì? Anh này có chút phản phất. Tím nào không ta? Em thấy một xíu phản phất. Có phản phất hả? Có. Không có đâu, anh thấy không có. Tự nhiên không biết làm sao á. Nếu mà có sai xin anh đừng buồn. Không sao cả. Đôi khi cuộc đời vẫn có những sai lầm mà. Có giờ giống Thi không? Có đó, nhưng mà
cái đoạn đầu ảnh dứt khoát quá, tức là thường là mấy anh sẽ dừng là khoảng vài giây để cho ai đập trước. Để ý cái điều là hay nè, bây giờ người ta ít nhiều gì hoa hậu em mới khen đẹp, tiếng trước tiếng sau đạp rồi 3 giây là đổi bóng. Đúng không em? Mới khen cái đạp ta liền à. Em nghĩ là em sẽ đồng tình với lại Thi. Ham chơi quá, quên rỉ lợn. Bị thoát dai. Có khi nào là vì người chơi đầu tiên anh bỡ ngỡ? Anh chưa biết cách nên chơi thế nào. Đúng rồi, em cũng bị bỡ ngỡ. Em không biết chơi thiệt. Em đang có hai người mà em muốn độc thân ở đây, cho nên là em vẫn sẽ giữ quan điểm lúc đầu tiên là 9. Tự nhiên giờ thế giới tím hẳn em. Quý vị nghĩ sao? Nha, khán giả bảo vệ bất chấp. Rồi, người số 2. Đây, của Bảo Thi, trai Trà Vinh. Thấy sao cưng? Em cảm nhận được là bạn này không tím rồi đó. Và hy vọng đi, tại vì bạn này là cũng là một trong những cái ẩn số thú vị. Nên là Thi sẽ dơ bảng màu xanh. Em thì cũng cảm nhận bạn này là chỉ có xanh hoặc đỏ thôi. Em cũng hy vọng là bạn sẽ xanh. Cháu phải có niềm tin cho chị em chứ. Khổ ơn chị em quá. Nha anh. Em sao? Anh tím hay xanh anh? Kệ người ta. Tự mình đoán thôi chứ hỏi người ta làm chi. Vẫn thấy tím hả? Em vẫn thấy một cái gì đó hơi tím tím ở đây. Em thấy cái cách anh đi nè. Xong rồi anh nhìn em cứ sao sao ấy, nhìn cứ... Anh không thích em. Anh thích như chị Quyên. Hay là em cố tình loại tím ạ? Quý vị ơi, bình chọn nào. 1% là chắc là em á. Biết đâu. Anh số 3. Ồ, cái ông này nghe tôi nói thiệt nha, kiểu giống như trâu không mệt là ông cũng không chịu mệt luôn. Khỏe ghê luôn á. Chơi mà cỡ áo ra chơi với trâu luôn thiệt á chứ. Bạn em ở ra ngoài là đi chơi nhau hợp luôn. Thiệt luôn á trâu. Sao, màu gì? Nhiên rồi, bạn tôi. Em mà nãy thấy để ý trong cái phần mà đấu với lại Châu Bùi có một cái chi tiết rất là hay nha. Là bạn ấy cởi áo khoác ra, định khoác ra Châu Bùi, chứ phải là mình nóng. Thật đó. À, tại vì Châu cứ phải kéo áo. Trời ơi, bắp tinh tế quá em ơi. Bắp nón cầu chính thức rồi nè. Em nghĩ là với một hành động rất tinh tế, khéo léo vừa rồi, và cách bạn ấy đấu với lại Châu thì... là hành động tinh tế nó cũng không thay đổi được nhiều đâu. Dạ. Anh hiểu. Và Bảo Thi thì sao? Theo dõi bạn từ đầu, rất là thích bạn, rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Nhưng mà nếu ở ngoài đời thì Thi cũng bắt về làm bạn thân luôn. Còn em sao cưng? Còn em thì từ đầu em cũng đã nhận diện ra anh này cũng là... bạn em. Nên là tím luôn. Các bạn ơi, các bạn nghĩ sao? Wow. Và người cuối cùng, bất động sản đây. Sao là bà đã? Dạ quá nhanh, quá gọn gàng. Em học mấy thái mà. Em di chuyển rất là thái cực quyền như vậy mà anh vẫn có thể đạp được bóng của em. Mà sau đó còn có một cái gọi là hành động fair play nữa. Cũng là hát dài, chúc mừng, cảm ơn các kiểu. Không, thua thì cố lên anh bạn. Kiểu gì đó. Không phải kiểu như anh Thanh. Làm quá cho cố vô thua được cơ. Đúng rồi. Thì đó, cái đoạn đầu em gái vang trời. Bạn xong hơi ê hề. Độc thân. Em cũng chọn độc thân tại vì nhìn anh cũng rất là đàn ông khi mà chơi. Chọn màu xanh. Mời Thi. Lúc đầu coi qua mọi thứ rồi cái cách anh nói chuyện cứ sợ là anh này có hơi phản phất. Nhưng mà sau khi thấy đấu với Huy là thấy là không cách nào màu tím rồi. Và anh này có một cái background, một cái môi trường sống khá là mới mẻ với Quỳnh. Nên đây phải là một cái gì đó mình phải giữ tới cuối thôi. Đây ạ. Và Châu. Như mọi người phán đoán thì là anh này độc thân thì sẽ vẫn còn đỏ ở đâu đó. Cũng đúng. Nhưng mà vì dễ thương quá với cả hợp chị nhà em nên là nhà anh. Và khán giả bình chọn ạ. Và bây giờ các bạn suy nghĩ xem là mình có xài cái quyền bảo vệ ở đây hay không. Có ai có ý kiến gì không ạ? Mình dùng đi. Thi sẽ dành quyền bảo vệ bạn tiếng Pháp. Có ai đồng tình với Bảo Thi hay không ạ? Ai tôi cũng đồng tình hết. Tiểu Vi. Tại vì em vẫn có
thấy một chút tim từ anh này. Vẫn lăng tăng. Ngô Kiến Huy đi, Ngô Kiến Huy. Em bảo vệ bạn em vậy, Huy vậy. Hiện nay là mỗi người một ý, cho nên quyền bảo vệ bị hủy bỏ. Hay đó. Đang cố vấn gì kỳ, không đồng lòng. Nói chứ thật ra em nghĩ là Quỳnh Lương đã có sự lựa chọn rồi. Cho anh biết em phải chia tay với người đàn ông nào kế tiếp? Nãy giờ thì thực ra là em thấy ai cũng tốt, ai cũng có những cái điểm mà phù hợp với em. Bởi vì em đang bị ba phải quá nên theo mọi người là em xin phép chia tay anh. Chia tay anh số 3. Bạn tôi. Ok, chúng ta gặp lại nhau ở phần lộ diện nhé, xin chào. Em gái ơi, chắc em chọn bạn cũng tại vì hùa theo đám đông thôi phải không? Em cũng lăn tăn. Nói chung mình cũng có cái gì đó mình thấy cũng khá là chân ái. Thì bây giờ thôi, giơ bảng cho bạn trở lại nào. Rồi, Quỳnh cũng thấy màu đó đúng không? Ok, mời bạn. Rồi, bạn giới thiệu đi, bạn là ai? Em chào anh Thành, em chào tất cả các anh chị ở đây. Anh chào Quỳnh. Mình tên là Phê Rồ Huy và mình đến từ thành phố Cần Thơ. Và hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Yeah.
xin giới thiệu cho mọi người, đây là cổng Đen, đây là talent của Huy, cũng là Huy đang quản lý cho Đen. Tôi tưởng cô này là người yêu, trời hữu hồn. Như vậy là bạn là đang nằm trong cái nhóm bạn thân của Di với Châu đúng không? Dạ không, bây giờ mới đắc đầu thân đây. Từ lúc mà cái bạn nữ này đi ra là em đã biết là anh là quản lý của bạn Đen rồi. Tại vì bạn là có thi hoa hậu, em có chấm. Dạ nên là em biết. Đi ngồi kế bên tôi nói, chắc quản lý anh ơi chứ không phải người yêu đâu. Hú hồn, tôi cũng hoang mang. Và bạn khẳng định bạn là? À, em là Bubble, bạn thân của Châu Bùi. Em phát hiện ra mình là màu tím từ khi nào? À, chắc nó cũng tự nhiên trong cuộc sống của em thôi. Kiểu khi em trưởng thành thì em nhận thấy là mình có cái cảm giác nó màu tím. Và vì sao em đến với chương trình? Em đến với chương trình cũng là cái vui và lại cũng em cũng muốn sự trải nghiệm trong cuộc sống. Em cũng muốn có một cái điều gì đặc biệt trong một cái năm nay của em. À, em có người yêu chưa? Hiện tại thì em vẫn độc thân. Available ha? Dạ vâng. À, em có nhiều anh chị em ở ngoài kia đợi em kìa. Ok, em nghĩ gì về nữ chính của anh đây nè? Thực sự em cũng biết Quỳnh rất là lâu, em theo dõi Quỳnh cũng khá là nhiều. Những cái bước đi của Quỳnh, những chặng đường của Quỳnh em đều có xem qua. Thực sự là Quỳnh rất là xinh đẹp và rất là nghị lực. Trong cuộc sống thì đôi khi nó sẽ không như mình mong muốn. Và mọi người sẽ có một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau. Nhưng mà điều mình vươn lên trong cuộc sống và điều mình cố gắng cuộc sống là điều được đánh giá rất là cao ở Quỳnh. Huy hy vọng trong tương lai Quỳnh cứ cố gắng như thế. Và mọi thứ nó sẽ trở nên tốt đẹp với Quỳnh nhất. Và Quỳnh thực sự xứng đáng, thực sự xứng đáng hạnh phúc, sự phải thành công. Cảm ơn anh. Hy vọng thì em trong cuộc sống cũng sẽ gặp được những người bạn tốt ha, và sự nghiệp của hai em cũng sẽ tiến triển. Cảm ơn tụi em đã đến với chương trình. Em cảm ơn anh Thành, em chào tất cả mọi người. Hội đồng quản trị của em rất mạnh. Bởi vậy em nói mà. Mình nhìn là cái là xuyên thấu liền. Đó, sao qua mắt tụi mình được, đàn gái mà. Thưa quý vị, còn có 3 người thôi. Dòng 3 sẽ trở lại sau vài phút. Hay bây giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Quý vị và các bạn đã trở lại với Người ấy là ai và bây giờ sẽ là vòng thi cuối cùng. Đây là vòng hashtag, ba bạn sẽ đưa ra những từ khóa và các cố vấn để đặt những câu hỏi mà tìm hiểu được đời sống, suy nghĩ và tư duy của những cái người này. Ok? Mời cả nhà đứng dậy. 22, mời đặt câu hỏi. 22 này có ý nghĩa gì với anh chọn hashtag này ạ? 22 là năm anh có sự thay đổi lớn về sức khỏe và sự phát triển ổn định về sự nghiệp. Kinh tế của anh đã ổn định thì ở ngôi nhà anh hy vọng rằng em để cùng đồng hành với anh để chúng ta cùng ổn định gia đình. 22 có phải là anh thích có 2 đứa con không? Nhân 2. 4 đứa. 4 đứa hả? Ồ, yêu trẻ con, nhà nuôi mèo nhiều mà. Cho em hỏi nhỏ nhỏ cái là năm nay là anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hết giờ, cảm ơn anh. Mời trai Trà Vinh, hashtag. Tỉnh tỉnh. Mỗi ngày anh tỉnh lúc mấy giờ ạ? Anh thức dậy sớm lắm, rất đúng giờ. À, mấy giờ ạ? Tầm 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi. Ở đây có lẽ là tỉnh táo và tĩnh lặng là 2 cái sở thích lớn nhất của bạn hả? Tỉnh táo và tĩnh lặng cũng là cách mình đang chọn để sống và quan sát mọi thứ và quyết định một thứ gì đó. Trong tình yêu thì anh sẽ là một người tỉnh táo ạ? Nếu như trong tình yêu thì mình sẽ dùng cái tỉnh táo để bước vào một mối quan hệ và tĩnh lặng để quan sát và cố giữ mối quan hệ đó. Thế nếu như mà người yêu anh nổi nóng lên thì anh có bình tĩnh không? Nếu mà hát tác được 4 chữ thì anh xin được phép được 2 chữ nữa là chữ cân bằng. Anh luôn luôn dùng 2 chữ cân bằng trong tất cả mọi việc trong cuộc sống. Chị em là một người rất là động thì anh phải làm sao? Hết giờ, cảm ơn em. Louis Nguyễn. Lưng chừng. Tại sao anh lưng chừng ạ? Bởi vì tuổi trẻ của anh bước vào cái sự thay đổi rất là lớn ở cái tuổi lưng chừng. Có bao giờ anh yêu lưng chừng không? Không bao giờ. Lưng chừng này có bao giờ là một cái hint nào đó để mọi người biết là mình đã ổn định, mình có vợ có con rồi không ta? No.
có phải lưng chừng này của anh là như anh đã đạt đến được cái thời điểm đó rồi nhưng mà anh thấy nó vẫn chưa đủ so với những gì anh suy nghĩ và anh quyết định làm lại? Thì lưng chừng chính xác đó là gì? Cuộc đời của mình rất hay bị đặt vào ở cái vị trí lưng chừng về cả gia đình lẫn sự nghiệp. Có bao giờ lưng chừng là một cái gì đó anh đã từng trải qua rồi và anh muốn cho mọi người thấy cái đó không? Dạ đúng rồi. Ồ ok, con có trả lời rồi. Hết giờ. Ừ, các bạn hãy vào trong chuẩn bị. Ok, Ngọc Huy, mọi người thấy sao? Anh này nè, có phải gu của em không? Thế là có gu rồi. Em cũng có động vật. À, em thích cũng động thích vật. Những người đàn ông điềm đạm, thuộc về gia đình điềm đạm nhiều. Thực ra ở trên ba người đàn ông này thì em thấy ai cũng chưa điềm đạm. Như anh này thì anh vừa nói là anh thích về nhà, về gia đình buổi tối thì em cũng thích người như thế. Bởi vì là bình thường em cũng chỉ có đi làm và về nhà thôi. Cái hashtag 22 thì cảm giác như là cũng hơi lăn tăn. Có thể là năm 22 anh gặp được một người đó mà nó rất là quan trọng mà hôm nay anh sẽ dẫn lên để anh chia sẻ với mọi người chẳng hạn. Còn nếu như gặp một người phụ nữ mới thì thường là sẽ có một cái hashtag nào đó mà nó mang tính chinh phục hơn. Đúng rồi, chinh phục hơn. Còn cảm giác đây là một cái hashtag để kể một câu chuyện của anh đấy. Đồng ý. Em nghĩ là cột mốc này là khi mà anh làm công việc về kinh doanh hay là gì đó, anh đang gặp bế tắc hoặc là anh đang suy sụp rất là nhiều và người này xuất hiện động viên, sát cánh với anh đến tận bây giờ luôn. Đúng rồi, giống như là một cái gì đó cột mốc á. Tình yêu kiểu nó hay xuất hiện ở tuổi 22 nên là em nghĩ chắc. Trời ơi, cái đó người ta đang nói năm 2022 cưng. Không, hồi nãy anh bảo là năm anh 22 tuổi mà chị. Nam nói rõ là năm 22. Ôi sorry, vậy chị sai. Em lại nghĩ là kiểu làm cái gì sẽ có hai người đồng hành với nhau trong hai năm. Với lại nếu mà ảnh mà muốn chinh phục nữ chính chúng ta là ảnh sẽ chọn hashtag mà nó mang tính chất về tính cách của con người ảnh nhiều hơn. Người thứ hai, đây, Tiến Phát. Anh ấy cũng nhiều trải nghiệm, làm hết mình và cũng thiền. Em thích những người đàn ông điềm tĩnh, sống có quy tắc. Anh nói là luôn luôn dậy lúc 5:30 là một cái em rất thích. Bởi vì là nếu không phải là công việc mà yêu cầu một cái giờ giấc mà ổn định đấy thì ít ai làm được. Và em cũng ít gặp người đàn ông thiền lắm. Cái hashtag của anh ấy chỉ là cái điều mà nó trái ngược hoàn toàn với em. Anh ấy luôn tỉnh và tĩnh. Em tỉnh nhưng mà cái tỉnh của em ấy là o bó bản thân mình lại. Bạn em nói em là một người hướng nọ hướng kia đấy. Nếu như về nhà thì em hoàn toàn hướng nội. Có một cái khung giờ đó là 8 giờ đến 10 giờ là không ai làm phiền em. Em là dành thời gian 2 tiếng đó để em tĩnh lặng lại. Nhưng mà bây giờ hai người cùng tĩnh mà kéo nhau tĩnh như thôi đấy. Không sao, đó là yêu nhau nhắn tin thôi, đừng nói. Quỳnh ơi, thật ra đó là hashtag thôi mà, đâu phải là 24 trên 24 là người ta như vậy đâu. Hoặc là ví dụ mà khi mà một người nào đó người ta đang như vậy đi chăng nữa mà người ta gặp em, có người ta thích em quá, muốn bước vào cái cuộc sống của em quá thì người ta sẽ thay đổi. Mà cuộc đời này đâu phải mình tìm cái người hoàn hảo nhất, mà đối với chị, mình tìm cái người phù hợp với mình nhất. Và có thể cũng chưa phù hợp, nhưng mà người ta sẽ thay đổi để phù hợp với em vì người ta yêu em thì sao? Không, thì em sẽ thay đổi với họ. Đúng rồi, tình xác. Yêu mà ai cũng có thể thay đổi vì người khác. Quan trọng nhất là thấy điện sẹt sẹt là được. Có điện không? Có chút chút đúng không? Ông nói chung là chị thấy bạn này hợp. Em thì thấy là cái hashtag của anh này hay. Còn cái tĩnh ở đây em lại không cảm giác anh ấy là một cái người mà bỏ cả ngày ra để chỉ có ngồi thiền hay là quá là trầm lắng. Mà nhìn cái profile của anh ấy là anh ấy rất là bận rộn. Và anh ấy chọn thiền như là một cách để anh ấy kiểm soát bản thân, kiểm soát cảm xúc. Thì đấy là một cái người mà em nghĩ là ở bên cạnh thì rất là tuyệt vời. Chỉ có là cái cảm giác là anh ấy không độc thân thôi. Ảnh kiểu dành thời gian ra để anh tĩnh thì em nghĩ chắc là cũng đã có người rồi. Đúng rồi. Huy cũng cảm giác là anh sau khi anh chia sẻ anh em nghĩ là không độc thân. Rồi, thôi người kế tiếp đi, Louis. Như là lúc đầu em có chia sẻ thì giống như là qua một cái cuộc tình đã đổ vỡ, nó còn cái sự lưng chừng nào đó. Đây cũng là một cái hashtag mà cảm giác như là đang muốn mở lòng, đang muốn gợi ý cho chị biết là anh ấy chưa có chủ. Lúc đầu anh cũng nói luôn là anh lưng chừng về tất cả. Lúc trước thì anh lưng chừng về công việc lẫn tình cảm. Bây giờ anh tới đây để anh... để hoàn thiện lại cái lưng chừng của anh. Thế thì Thế thấy có vẻ về trưởng thành thì anh này là chững chạc nhất trong các chàng trai còn lại. Và ảnh cho mình biết một cái hint rồi đó, là có thể anh này đã từng có gia đình chẳng hạn và đã đổ vỡ. Có thể là như vậy thôi, mình cũng không có chắc được. Nhưng mà thường thì những người đã từng trải như vậy, người ta sẽ có được cảm xúc và cái nhìn bao dung hơn về mọi mặt trong cuộc sống. Yeah. Và cũng có được cái kinh nghiệm hơn để yêu chiều và đón nhận một người phụ nữ cũng đã từng có vết thương lòng như Quỳnh.
Ok, bây giờ cho anh một hình duy nhất mà tụi em cho rằng là hợp nhất với bạn Quỳnh đi nào. Ok. Ok, chuẩn bị 1, 2, 3. Biết nói làm sao chứ thấy nhà định mình đúng. Quỳnh về suy nghĩ đi cưng. Chúng ta sẽ gặp lại cái chàng trai. Chúng ta hãy nghe cái này trải lòng nhé. Mời Ngọc Huy. Chào Mai Quỳnh, anh là Ngọc Huy. Anh đã thành công trong xây dựng sự nghiệp thì xây dựng gia đình cũng sẽ thành công. Anh hy vọng rằng em sẽ là người cùng đồng hành với anh để xây dựng gia đình. Gia đình luôn hả? Ồ. Sao đẩy lên dữ vậy ta? Mời tiếng phát. Nãy giờ anh quan sát rất nhiều về Mai Quỳnh thì anh thấy ở trong mắt Mai Quỳnh cũng có sự lo âu. Không biết là có đúng không nha. Anh nghĩ là Mai Quỳnh đang lo âu, không biết là đêm nay mình có sự lựa chọn xứng đáng hay không. Nhưng anh chắc là anh sẽ là sự lựa chọn đúng đắn. À, còn một điều nữa, nếu như hôm nay anh xui không được chọn trong ba bạn, anh mong là cuối tuần anh sẽ được mời Gấu và Mai Quỳnh đi ăn sushi. Trời ơi trời, sao chân thành dữ vậy? Louis. Hai em, anh nghĩ ở đây ai cũng tốt cho em, nhưng anh lại là người hợp nhất. Bởi vì anh với em có rất nhiều điểm chung. Cái hashtag của anh nó cũng nói lên một phần. Anh phải trải qua một sự thay đổi rất là lớn trong cuộc đời. Anh phải quyết định là lựa chọn cuộc sống cá nhân, đam mê hay là trách nhiệm. Bởi vì khi anh 22, 23 tuổi là anh có đứa con đầu tiên. Và lúc đó anh phải chọn trách nhiệm. Cho nên cuộc sống của anh lúc nào cũng ở mức lưng chừng. Khi anh có gia đình thì anh không có sự nghiệp. Khi anh có sự nghiệp thì anh lại mất gia đình. Anh rất là mong em cho anh một cơ hội để anh thoát khỏi cái hashtag lưng chừng này. Please. Anh nào chân thành quá. Khán giả bình chọn đi. Đi thẳng vào nội dung. Chúng ta đã có được rất là nhiều ý kiến từ cố vấn và ý kiến từ cả khán giả nữa. Quỳnh ơi, bây giờ là lúc của em. Nên mời em đứng dậy. Đây là bó hoa của 007 Flowers. Bình thường nó sẽ là một bó hoa, nhưng hôm nay nó có thể được cắm ở một nơi có một trách nhiệm rất là lớn, và hy vọng em đặt nó đúng chỗ. Nhìn vào mắt nha chị Quỳnh. Xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.
Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần lộ diện. Trần ơi. Wow. Hồi hộp và căng thẳng. Game này hay quá. Tại sao em lại dừng lại số 2? Cái gì níu em lại? Tại vì em để ý ngay từ đầu ra anh là người ổn định nhất. Thì em thấy ai đang thả tim của anh để ra không cho em một cái tim nào ạ. Trong quá trình tương tác thì em đều nhìn mọi người, thì anh ấy luôn quan sát theo em nhìn ai hay nhìn như thế nào ấy, cảm nhận được cái đấy. Và em rất muốn sống một cái giờ rất khoa học, ăn uống khoa học. Và anh đấy cũng, anh nói dậy từ lúc 5 giờ sáng. Mà trong quá trình bận rộn thì hầu hết là 5 giờ em dậy. Nếu mà anh sống lệch giờ của em quá thì gần như không có cơ hội để tương tác với nhau. Em cũng là một người ngủ rất là sớm, nên là có một chút đồng điệu. Hay nhờ. Nhiều người không có để ý và không coi nó là quan trọng á, là không có hạnh phúc được. Có những cái mà nó thuộc về lối sống của mình á, hai người không deal với nhau được cái chuyện đó mà phải chia tay. Thật sự là như vậy. Mọi chuyện nó xảy ra như đúng nó phải xảy ra ha. Ok. Bây giờ trước khi Ngọc Huy trở lại, chúng ta cho một cái màu đi nào. Ủa? Nãy khác mà. Có khi đó. Hồi nãy em là độc thân. Có sao đâu. Thấy cái cách anh nói chuyện đúng không? Nhẹ nhàng quá hả? Bạn em cũng nuôi chó mèo rất nhiều. Và người ta cũng tím tím và cũng hơi... Em nói vậy là không đúng. Huy nuôi mèo quá trời nè. Em không, không có sao đâu, em tím dần. Chưa phát hiện thôi chứ. Ôi sao tự đang tím được cái chuyện mà đó gì? Lúc mà mình tư vấn cho Quỳnh đó là em suy nghĩ lại. Là con móc đó là chắc chắn là có một người đến và bên ảnh trong cái thời điểm khó khăn nhất mà ảnh ấn tượng khoảnh khắc đó. Nhưng mà cái này cũng có thể là đã có chủ mà. Vậy hả? Dạ. Tím mà có chủ vẫn là tím. Ok, tại sao Quỳnh chọn đã có chủ? Nếu sự nghiệp không hay cái sự thay đổi gì đó phải ở cả con người nó mới gọi là đủ để thay đổi. Thì anh thấy cũng 22, em nghĩ là anh đã gặp được một người. Ok, vậy thì anh ta là ai? Trông ảnh hơi rụt rè hả chị? Chết tôi rồi, tan chảy rồi. Xanh hả?
Trời ơi. Ủa tại sao lại chị nhỉ? Rủ chị lên ôm con mèo vậy thôi đó. Tại em là người duy nhất có con để biết cách bồng. Đúng không? Trời ơi thôi chết rồi, trời ơi. Bà này cứng quá. Quý vị ơi, cái mặt như cái đầu gối nè, thấy thương không? Ô khoan mọi người ơi, mọi người ơi. Nhân vật chính đây mà. Ủa vậy trong hả? Lúc này mưu mình này. Lu mờ rồi, trả cho tôi cái con mà giống như cái bánh da lợn đi. Đó, anh Thành cũng một trong những người nghiện đó, mèo, đó. Mèo đó. Rồi, ok, I love you, ok. Quý vị thấy không, cái mặt như cái đầu gối nè, thấy không? Thấy thương không? Dễ thương. Bây giờ bạn ơi, bạn giới thiệu một chút về mình được không? Xin chào anh Trấn Thành, xin chào ban cố vấn và xin chào Mai Quỳnh. Mình là Ngọc Huy. Cho tới thời điểm này, hiện tại, mình vẫn còn là một sinh viên răng hàm mặt. Vậy mình một người rất là thích được học, dù trước đó quá trời bằng rồi. Rồi nhiều khi học quá rồi cái quên yêu đúng không? Học quá thì nói chung là nó cũng hơi bất bình thường chút. Và ngày hôm nay mình đến đây không phải chỉ có một mình. Chương trình lại trôn chúng ta rồi. Tôi bảo đảm mà. Trôn chúng ta rồi. Ai cho mèo ăn mấy anh chị? Trời tức ơi nhờ. Đâu bà đâu? Ôi mẹ khóc kìa. Quá trời. Chào em. Bạn là single dad hả? Đây là đứa con gái đầu lòng của mình. Con gái mình đã được 2 tuổi hơn. Và mình không chỉ có một đứa con gái. Mình còn có một đứa con trai. Ôi trời ơi trời. Đất ơi, thấy thương quá. Trời ơi, là ở nhà các bạn là giống như là vườn trẻ vậy đó hả? Nhà mình là có hiện tại hơn 20 con mèo. Trời ơi, tự nhiên nghe số lượng cái muốn qua sinh liền một con vậy đó anh Thành. Hay bạn tặng tôi con này đi, nó mến tôi quá nè. Nếu anh Trấn Thành thích thì hôm nào mình sẽ qua gửi anh Thành một em mèo, được không nè? Ok. Tụi em mỗi người xin một con ạ. Đúng rồi, em thích mèo anh. Trời ơi mấy em ơi, thôi. Thấy ai xin được xin mà. Không được. Cho gì cho thôi, một thôi, được rồi, để em qua nhà Ngô Kiến Huy em lấy vậy. Chào bạn, bạn là ai? Bạn có thể giới thiệu một chút về bạn được không? Dạ, em tên là Mỹ Hồng, năm nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh ạ. Hai bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em biết anh Huy là hơn 10 năm rồi ạ. Nhìn vô là thấy thật sự là một gia đình rất là hạnh phúc. Rõ ràng, thấy không? Các bạn là một cái gì đó giống như là nguồn năng lượng ấy. Đến đây cái làm thêm mọi thứ tích cực lên. Dạ. Có gia đình mà đáng yêu vậy thì ai cũng muốn có gia đình, thật sự. Hồng là một người đã đồng hành với mình trong suốt hơn 10 năm. Buồn vui đôi khi cũng tán dóc với Hồng. Rồi công việc thì cũng chia sẻ với Hồng. Nói chung là mình với Hồng là một tri kỷ. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn Hồng luôn đồng hành cùng với anh. Hay nhất là mình muốn gọi họ là bạn đời hơn là vợ ấy. Là việc vợ thì đôi khi chưa chắc mình sẽ đến cuối con đường, đúng không? Nhưng mà bạn đời là chắc phải đi cuối con đường. Dạ. Thế người đó hiểu mình nhất. Dạ. Thật sự. Cảm ơn anh Trấn Thành. Hồng là bạn tri kỷ. Còn bạn đời của em thì... Ủa? Trời ơi. Ủa? Cảm ơn Hồng đã bế Bin từ đầu buổi tới giờ. Rất là cảm ơn em. Trời ơi, alo.
nè, nhìn, nhìn cái mặt nè. Lật ngược tình thế. Anh là bác sĩ hay anh là diễn viên Hollywood thế? Anh Tuyết thế này á mà chiêu được. Mình là một người đàn ông của gia đình. Ồ. Thôi bạn giới thiệu người đó là ai đi chứ tôi không còn mặt mũi. Dạ, chào anh Trấn Thành, chào ban cố vấn, chào Quỳnh. Mình tên là Minh Quốc, bạn đời của anh Huy 12 năm rồi. Wow. Nhưng mà chỉ vừa chính thức được công nhận và ra mắt với hai gia đình vào ngày 24 tháng 4 vừa qua. Không còn phải nói với mọi người mình là anh em nữa. Vì ngày xưa bước đi đầu tiên của Huy và Quốc là những chàng sinh viên rất là nghèo, chỉ ở trong một căn phòng trọ 3x4 m². Và lúc đó mình cũng rất là lo lắng về định kiến xã hội. Và khi gặp Quốc thì mình mới cần phải làm điều gì đó khác biệt hơn. Những người như Huy và Quốc là những người có thể xây dựng một gia đình hoàn chỉnh. Đó được gọi là full house. Nhưng mà làm sao mà đợi tới 12 năm mình mới dám nói cái điều này ra nhỉ? Cảm ơn anh Trấn Thành. Quan trọng là mình phải thuyết phục được gia đình mình có hiểu cho mình được hay không. Đặc biệt mẹ và ba đều hình tượng rằng mình phải là người thành công, mình phải như thế này, mình phải như thế kia. Nhưng mình cũng đã đáp được với ba mẹ rằng con cũng đã thành công. Hãy sống và làm những điều tốt nhất cho mình và cho xã hội, thì những điều gì mình mong muốn nó sẽ trở thành hiện thực. Chia sẻ một thông điệp rất là tích cực. Khi chúng ta sống tốt, họ sẽ không còn cái lý do gì để ngăn cấm cái chuyện này cả. Và nếu mà xã hội ai cũng như thế này thì mọi người đều hạnh phúc cả, đúng không ạ? Rõ ràng là như thế. Và khi em Bon ra đời là một điều rất là tuyệt vời, vỏ òa với gia đình mình. Nhưng mà lúc đó, thời điểm đó mình cũng chưa có come out với gia đình. Chỉ nói Quốc là người phụ mình bồng em bé. Đến năm 2022, Bin ra đời. Vào buổi tiệc đầy tháng của Bin, mình có mời gia đình, ông bà và mời nhiều thầy cô. Thì lúc đó mình đã chia sẻ với mọi người rằng đây là Quốc, là người bạn đời của con. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ạ. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn mọi người đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thank you so much. Ok. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. What a family. Nói chung là ngon lành. Chúng ta gặp lại Louis Nguyễn. Thì bây giờ tím rồi, đỏ rồi, nói gì nữa, Louis sẽ bước ra như thế nào? Dữ vậy sao? Ở chữ thứ ba.
gì ạ? Dấu mười. Dấu mười, đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo. Tiểu Vy. Bảo Anh. Bảo Anh. Bảo Anh đúng rồi. Cháu gà. Trời ơi. Cháu gà. Câu hỏi cuối cùng. 10 ô chữ. Ngô. Ngô gì? Ngô cà phê. Ngô Kiến Huy. Tôi đã Kiến Huy đúng rồi. Và đây kết quả đó là tôi không tin. Tôi bị lừa nhiều quá. Tôi đa nghi luôn rồi. Hay quá chương trình ơi. Duyên dáng đáng yêu. Trời ơi cái game gì đâu mà đầu tư quá. Xin trí tuệ Việt Nam. Thật sự phải gửi lời khen cho ai đã nghĩ ra cái màn lộ diện này. Rất là thông minh và trí tuệ hả? Mời bạn chia sẻ về bản thân của mình. Chào anh Thành, chào ban của mình. Đầu tiên anh muốn nói là anh có con là thật. Đây cũng là điều hạnh phúc đối với anh. Tuy nó ở mức lưng chừng nhưng mà lại thay đổi con người anh rất là nhiều. Anh đã từng rất là ham chơi và không quan tâm gì đến ai. Nhưng mà sau khi anh có đứa con đầu tiên, anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh biết yêu thương mọi người xung quanh nhiều hơn. Còn chuyện tình cảm, anh đã gặp được vài người anh rất là yêu. Người ta cũng rất là yêu anh. Nhưng vì một số lý do nào đó, bọn anh phải ngưng lại. Mà không phải là vấn đề của bọn anh. Cho nên anh rất mong đến với chương trình lần này, anh sẽ gặp được một người mà anh không hề gặp trường hợp lưng chừng nữa. Nhưng rất tiếc lần này anh vẫn chưa có cơ hội đó. Anh có thể chia sẻ lý do tại sao mà anh với cả những người kia đã dừng lại mà không phải ở lý do của hai người được không ạ? Đa số đều là vì vấn đề của gia đình. Người đầu tiên mà anh yêu thương nhất thì là thời anh mới sang Canada du học, bọn anh phải dừng lại vì lý do là gia đình nhà bạn kia gặp một sự cố và bạn ấy phải về nước. Trường hợp thứ hai chắc là người anh yêu lâu nhất, đã yêu nhau rất là bất chấp. Bọn anh đều đã từng có con nhưng cuối cùng lại vẫn không có kết quả. Có rất nhiều vấn đề cả gia đình và cả hoàn cảnh của bọn anh. Em có nói một câu là em rất tin vào những cái gì mà được sắp đặt. Khi mà em đổ vỡ một cái gì đó, em cũng nghĩ là chưa đúng người, chưa đúng lúc. Vũ trụ luôn sắp đặt những thứ phù hợp nhất với mình, tốt nhất với mình ở một cái thời điểm mà mình cảm thấy là mọi thứ đều happy. Có thể là em chưa phù hợp, nhưng sao may mắn sẽ đến với anh, mỉm cười với anh vậy là sau này. Thôi thì cứ coi nhau như một cái duyên lỡ đi. Muốn mở ra hay không nữa thì mình lại tiếp tục tin vào vũ trụ nếu như chúng ta thật sự đủ duyên. Dạ. Cái cảm nhận của em khi mà em nhìn anh với cả nhìn chị Quỳnh á, có một cái gì đó rất là buồn ở trong đôi mắt, sâu bên trong cảm giác vẫn có một cái điều gì đấy nó hơi hối tiếc. Em chỉ mong rằng là cả hai anh chị sẽ gặp được một người mà thực sự phải gọi là chữa lành và cho mình cái niềm tin vào bản thân mình để sẵn sàng bước tiếp. Thank you em rất nhiều. Cảm ơn bạn đã đến với cuộc thi. Xin cảm ơn. Bây giờ trở về với lựa chọn của chúng ta. Tất cả xanh đỏ tím đầy đủ rồi. Và anh ta màu gì?
phải niềm tin. Phải săn thôi. Mời đi ăn tối mà. Đó là tôi giận. Lên tôi ngắt bầm liền. Hồi nãy em là cái này nè. Em dơ đi, có sao đâu. Hồi nãy em định làm cái này luôn đó. Ôm hộ chị Quỳnh. Nói chứ chúng ta có cái hy vọng đi ha. Hãy xem anh ta lại. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOOM. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, ba, tư đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa năm. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa ba. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Hôm nay không khí thật ấm áp. Ngay bây giờ tôi muốn mời nữ chính vào ban cố vấn. Để hai tay lên đùi. Châu Bùi hít vào. Ngô Kiến Nguy hít vào. Bảo Thi hít vào 3 lần. Tiểu Phi hít 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 vào. Anh Thành hít vào bằng mũi, hít vào bằng miệng. Tất cả những người vừa hít vào, tiếp tục hít vào. Đợi một chút. Rồi, thở ra đi. Mời bạn nữ chính đứng dậy. Ôm bó hoa lên. Chào cho anh. À, tôi hơi cơ hội. Tôi xin lỗi. Bây giờ hãy tưởng tượng quý vị đang ngồi giữa thảm cỏ xanh, gió mát mơn man trên mặt. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để đón nhận sắc màu sắp lộ diện. 1 2 3. Mở mắt ra hết đi. Chân nhân bất lộ tướng. Ông bắt hít 6 hơi mà không cho thở. Thật ra thế là bạn cũng có ống hài hước đó chứ. Bạn là người như thế nào? Bạn nói cho Quỳnh biết đi. Mình chia sẻ thật là Phát cũng là một người đã từng có gia đình. Và hiện nay mối quan hệ của hai bạn như thế nào? Thì bây giờ thì vẫn bình thường. Như hai người bạn qua lại và trách nhiệm với con cái thôi đúng không? Vâng, vâng, vâng. Mối quan hệ thì chia vỡ trong cái lúc mà hai cái tôi còn quá cao, chưa có tiếng nói chung. Và em chưa bao giờ hối hận một cái việc mà mình đã làm. Duy nhất một chuyện là làm cho bé không có đủ được tình thương của ba mẹ. Cho em xin lỗi. And I know I was wrong. It's what I try to tell you. So what if I said I'm sorry? Mình tới đây thật sự tìm một cái nửa hạnh phúc còn lại. Quỳnh đến với em ở ngay cái thời điểm này á, thì em nghĩ rằng em đã đủ trưởng thành để xây dựng một tổ ấm một cách thật sự nghiêm túc. Quỳnh nghĩ sao? Em hay anh thì mỗi người đều có một cái hoàn hảo riêng. Cũng có những cái không hoàn hảo. Thì vũ trụ đã đưa mình đến đây gặp nhau, cho em một cái màu như thế này rồi. Em nghĩ là vũ trụ sẽ happy hỗ trợ em gì đó. Còn anh nói là nếu như đến với anh ở thời điểm hiện tại là anh đủ trưởng thành rồi. Thì cũng là một cái để em mình kiểu có niềm tin hơn. Tại vì là với một người nhạy cảm như em thì cái vòng an toàn của em nó quá lớn. Nên là hy vọng cái quãng thời gian sau này em với anh có đi xa hơn nữa thì mong rằng anh có thể gỡ dần cái vòng an toàn của em ra để em có thể đặt niềm tin một người. Anh là một người luôn sống trong trạng thái cân bằng với tất cả sự kiện diễn ra xung quanh. Anh có thể làm cho mọi việc cân bằng. Nên là hy vọng.
Thật ra cân bằng là một cái đích mà ai cũng muốn đến để thoải mái đón nhận mọi việc. Và hai bạn tôi nói thiệt là hai thế giới. Một cô gái rất là cá tính, ngang bướng, trải qua nhiều. Cô ấy có đủ tự tin và có đủ cái tôi để có thể tự sống độc lập một mình. Và dĩ nhiên để thuyết phục cái người phụ nữ đó mở lòng ra, cần một tâm hồn trong lành. Và hy vọng bạn sẽ là một bầu khí quyển thật là healthy để người phụ nữ này có thể cùng bạn hít thở hàng ngày. Nhìn ở đây thì em cũng rất là yên tâm cho chị của em. Tại vì ở bên một người mà có cái năng lượng chữa lành, có cái sự tĩnh như anh, thì em tin rằng là anh sẽ nhìn ra được cái vẻ đẹp sâu bên trong của chị Quỳnh và sẽ biết cách để cả hai cùng nhau chăm chút cho cuộc sống riêng và cùng nhau xây dựng một cái tổ ấm chung với nhau mà không ai phải thiệt thòi. Cảm ơn. Thi có một lời với bé Quỳnh. Chị sẽ gọi em là bé Quỳnh bởi vì chị thấy em gồng mình quá nhiều rồi Quỳnh à. Em phải được nhõng nhẽo, được yếu đuối để rồi người ta mới có thể đưa cái bờ vai ra cho em dựa. Và chị rất là mong muốn kể từ giờ phút này trở đi, mọi người sẽ thấy được cái mặt yếu đuối của Quỳnh. Mai Quỳnh, chị không dám nói trước điều gì nha, nhưng mà hy vọng đây sẽ là một cánh cửa cho Quỳnh có được cảm giác hạnh phúc. Cảm ơn Thi. Tiểu Vi cũng muốn nói gì với bạn không? Em cũng không có trải nghiệm nhiều về tình yêu và chị Quỳnh ở đây thì cũng trải nghiệm nhiều hơn em. Và em chỉ nói như thế này, ông trời không có cho người mà ta muốn mà cho cái người mà ta cần. Thì em mong là chị tin vào cái lựa chọn của mình và hai anh chị sẽ có một cái trải nghiệm mới. Từ đầu em nói rồi, cái màu áo của em là mang lại sự may mắn. Đúng nha. Em tham gia số nào là thành số đó. Ngon à. Hai người cuối cùng đều màu xanh lá cây hết. Vậy là dĩa tốt, nên trở lại nhiều lần. Dạ, nhưng mà thì cũng chúc cho sự lựa chọn ngày hôm nay của Quỳnh cũng sẽ là một sự lựa chọn hạnh phúc. Với lại mình cảm thấy Quỳnh sẽ mở lòng hơn với lại một chàng trai như thế này. Hy vọng. Rồi, lao lên chúc mừng. Chúc mừng Trâm nha. Chúc mừng anh. Yeah. Thưa quý vị, đây là một cái kết không thể đẹp hơn cho Thiên Phát và Mai Quỳnh. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ vừa qua. Và cảm ơn tất cả những vị cố vấn đã đến đây để chia sẻ những thông điệp thật là dễ thương và ý nghĩa cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Người Ấy Là Ai mùa năm do V-Channel và Vion thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Thưa quý vị, Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Quý vị hãy tải ngay Vion về để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn Người Ấy Là Ai mùa năm. Đừng quên viuvg.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Mirinda. Mirinda ngon xoắn lưỡi, vui lên nha. Và cảm ơn Adam So đã tài trợ những bộ trang phục rất là lịch lãm cho các chàng trai. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại số lần sau. Tuần sau. Thế khoản tiền đầu tư của bọn mình bây giờ sao hả anh? Em yên tâm, anh vẫn đang cố gắng hết sức vì bọn mình nhá. Tin anh. Em cũng rất là sốc, tại vì là mọi việc cũng rất là êm đềm, thì có một ngày lại anh mất tích hẳn luôn. Và sau đó là em đến những chỗ làm này, đến khách sạn mà anh ấy đầu tư, rồi là hỏi thăm về gia đình anh ấy, thì tất cả mọi thứ đều là không có thật. Siêu lừa. Có một cái kế hoạch rất là cẩn thận. Nhưng mà nó có để lại cái hậu quả gì không em? Sau đó em mới biết là anh ấy lừa tiền người ta để kinh doanh. Và trong đó em cũng có tham gia. Vậy là không những mặt tình cảm, về công việc em cũng đã bị lừa dối. Em mất khoảng bao nhiêu tiền? Không phải là vấn đề về kinh tế nữa,
cái mà em đau lòng nhất ở đây là tự nhiên có một mối tình, hai đứa cũng có tính chuyện tương lai, mà người yêu biến mất như là bong bóng xà phòng vậy đó. Em không thể nào mà em nghĩ ra được là sẽ là lừa dối em. Em rất là đau lòng. Đón xem tập tiếp theo vào lúc 20 giờ thứ 6 trên siêu ứng dụng giải trí VOON. Người ấy là ai?